Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh Chuyện Hay Audio. Hãy like và đăng ký kênh để mình có động lực ra nhiều tập nữa nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 131, suy đoán, ý chí chiến đấu, tờ rơi, 1 cộng 2 cộng 3. Năm ngoái trên chiếc du thuyền tinh mộng, nhân vật thần bí để lại ký hiệu hoa tuy kia với lực lượng của một người đã bất lui được vua sát thủ nguyên lại châu sang. Sau đó đã cướp tàu của kẻ địch rồi phát ra tín hiệu cầu cứu. Sau khi giải cứu cả chiếc tàu không ít tổ chức bắt đầu truy tìm lai lịch của người này. Hai tổ chức nôn nóng nhất, đương nhiên là viêm hoàng giác tình và bùi la gia. Viêm hoàng giác tình ở Trung Quốc rất thần bí, Đông Phương Gia cũng coi như là một trong những thành viên kỳ cựu của tổ chức này với tư cách là gia chủ tương lai, Đông Phương Hậu biết rất rõ tình tình bên trong. Đông Phương Uyển cũng thông qua một số con đường biết được một số sự tình, bởi vậy lúc này nếu đã nhắc tới thì Trần Cô Hạ cũng chẳng cần giấu giếm, bắt đầu tiết lộ một số tin tức trong thế giới ngầm vào năm ngoái, năm ngoái du thuyền tinh mộng gặp nạn. Đông Phương Uyển và Đông Phương Lộ trở thành con tin cuối cùng được Hoa Tuy lếp cứu. Lúc này Đông Phương Uyên nhớ lại cơ thể dưới lớp áo đen đó cho đủ phản ứng vô cùng nhạy bén cường đại tới mức tận cùng, nhưng xem ra vẫn có chút đơn bạc, không ngờ rằng đó lại là một cô gái. Phải rồi thảo nào khi mình vừa cầu lên xe thì vị tiêu thư tố ngôn đó không tỏ ra ngạc nhiên và nghi ngờ lắm. Cô ấy đã nhận ra mình từ lâu còn từng cứu mình một lần. Trong lòng đã xác định như vậy càng nghĩ lại càng thấy hẳn là như vậy. Trong thời gian ngắn nàng không khỏi vừa hưng phấn vừa kích động lúc ấy chúng ta phải triển khai điều tra kỳ thực lại không có nhiều tư liệu cung cấp để tham khảo huống hồ bên trên đã quyết định lập tức thanh trừ thế lực ở trong nước của bùi la gia vị tiểu thư hoa tùy liếp này lại đứng về bên phía chúng ta đo đó không cần phải nóng vội hấp tấp cho nên cuối cùng cũng chỉ có một đội viên trong tiêu đội thôi quốc hoa đến giang hải tiến hành xếp hạng điều tra đối với một số nhân vật cậu học sinh cố gia minh và cô bé diệp linh tĩnh cũng là một trong những đối tượng trong số đó sao cố gia minh và diệp linh tĩnh ư ừ. đông phương uyên không khỏi hơi ngạc nhiên ừ. Trần Cô Hạ gật đầu cười, nói. Ban đầu khi ở trên đảo em và tiêu lộ hoàn toàn không biết điện mạo của hoa tuy Líp hơn nữa, theo như em nói, lúc các em được cứu, cậu bạn cố gia mình ở lại một mình tại chỗ ẩn núp hiển nhiên hắn không thể nào là hoa tuy Líp có thể đánh lui nguyên lại Châu sang, nhưng đó là chúng ta suy đoán, nếu như khi đó. Hắn còn giấu giếm điều gì thì sao? Đây chỉ là giả thiết. Nếu giữa cậu ta và vị tiểu thư Hoa Tuy Líp kia thực có mối quan hệ gì đó cho nên Hoa Tuy Líp đã cứu cậu ta cùng Diệp Linh Tĩnh, Khoảng thời gian chống đó cậu ta hoàn toàn không nhát gan trốn ở nơi ân náu mà đã đi theo hoa tulip lắp đặt hố bẫy để đối phó với kẻ địch. Giả thiết này hoàn toàn có thể chấp nhận được. Đông Phương Uyển và Đông Phương Lộ mặc dù biết có một tổ chức viêm hoàng giác tinh như thế nhưng dù sao vẫn chưa gia nhập vào đó những kết quả điều tra này trước đây họ hiển nhiên không biết. Lúc này đang kinh ngạc nhìn nhau, Đông Phương Lộ dường như đang suy nghĩ điều gì đó, gật gật đầu nói, nếu là cố gia mình. Em cảm thấy rằng rất có khả năng xảy ra chuyện này. Trần cô hạ cười cười, kỳ thực từ khi bắt đầu nhìn thấy cô gia minh này ta cảm thấy tố chất của hắn khá tốt nếu nói về sự nhanh nhẹn nhạy bén trong luyện võ thì tiêu lộ em chưa chắc đã theo kịp cậu ta vấn đề của hắn là ở chỗ trong lòng hắn ghét đánh nhau nhưng mà một khi đối diện với nguy hiểm hắn lại vượt qua được trở ngại đó hoàn toàn bộc phát ra tiềm lực thế mạnh của mình giả sử vị tiểu thư hoa tuy líp là bạn hoặc là thầy của hắn dạy hắn biết được một số thứ thì cũng không có gì lạ huống hồ trong quá trình điều tra chúng ta cũng phát hiện một số sự việc của mấy năm trước vì vậy mới đặt mục tiêu lên cố gia minh là vụ án giết người lớn số 1035-1995 sao? Đông Phương Lộ hỏi, vừa hỏi câu hỏi đó, Trần Cô Hạ không khỏi ngạc nhiên nói, ồ em cũng biết, Đông Phương Uyển nói, em cũng biết vụ án 1030 này lẽ nào có liên quan tới Cố Gia Minh sao? Đông Phương Lộ hơi lung túng, cười cười, ha ha, đúng vậy, em có tìm qua một số tư liệu liên quan đến Cố Gia Minh, vụ án đó chỉ nói rằng có mấy đứa trẻ còn sống sót trở về, sau khi xem xong thì mới biết, Cố Gia Minh là một trong số đó hắn ngừng lại một chút, nói. Đó là một trong hai vụ án giết người đình đám năm 95 kiện cho cả thành phố Giang Hải đều xôn xao chỉ vì sự kiện của đường kính nghiêu mà dẫn đến cuộc nội chiến trong giới xã hội đen. Tào cảnh hào của Sa Trúc bằng muốn tự lập môn hộ cho nên đã bắt cóc con gái của Liễu Chính là Liễu Hoài Sa. Lúc đó, cô Gia Minh là người có mối quan hệ rất tốt với Liễu Hoài Sa và bị bắt cóc cùng với cô bé ấy. Sự kiện lần đó lại có liên quan đến một số người Nhật Bản chính là Nguyệt Trì Huân trong lớp của Tiểu Uyển cũng bị chú của cô ta bắt cóc đến thành phố Giang Hải mấy đứa trẻ quen biết nhau như thế. Những quan hệ sau đó thì chắc giờ bạn em nhìn thấy rồi bọn họ trở thành bạn tốt của nhau. Sau khi cố Gia Minh bị bắt cóc bị chúng tra tấn cả ngày, chiều tối ngày 13 tháng 10. Cố Gia Minh khi đó mới có 14 tuổi bùng nhiên phản kháng lại hắn đã bắt Tào Đông Phong là con trai của Tào Cảnh Hào làm con tin, giúp Liễu Hoài Sa, Nguyệt Chỉ Huân trốn thoát, nhưng sau đó chỉ có Liễu Hoài Sa chạy thoát. Sự việc diễn ra trong mấy tiếng đồng hồ nhưng lại không có nhiều người chứng kiến, lúc Liễu Hoài Sa dẫn cảnh sát chạy tới thì xưởng gia công gỗ mà Tào Đông Phong lấy làm cứ điểm đã biến thành địa ngục trần gian. Bao gồm cả Tào Cánh Hào, gần 50 thành viên bang phái toàn bộ đều bị giết sạch, tất cả đều bị chặt đầu, máu chảy thành sông trong đó còn có một đại sư kiếm đạo người Nhật Bản. Trong ba người may mắn sống sót, Nguyệt Chỉ Huân bị thương nặng không còn chút sức lực. Tào Đông Phong thì bị làm cho sợ đến phát điên, sau đó ở trong viện tâm thân trong một lần ăn cơm đã bị nghẹn chết, đi kỳ cổ quái, nhưng không một dấu vết mưu sát nào được tìm thấy. Cô gia minh mình đầy thương tích trốn ở trong bụi cây cũng thoát chết, hắn là đứa trẻ duy nhất còn tỉnh táo cũng là vì ý kiến mà thầy vừa nói khiến em thấy rằng sự việc lần này có phải là do vị tiểu thư hoa tulip đó làm hay không. Đông Phương Uyển ngạc nhiên há hốc mồm hồi lâu không ngờ rằng Cố Gia Minh lại trải qua biết bao nhiêu biến cố như vậy, tưởng tượng đến trận tra tấn Gia Minh phải chịu trong ngày hôm đó sự phản kháng dữ dội trong lúc cả phải nguy cơ sinh tử lại phải chứng kiến giết chóc cả một đêm. Nghĩ tới bóng dáng của người này nàng vẫn cảm thấy nó ẩn chứa sự thất vọng và chán ghét, nhưng cũng mơ hồ có một chút gì đó thần bí, rất có khả năng như thế. Trần Cô Hạ gật đầu, nói tiếp, chúng ta cũng chỉ điều tra diễn biến sau khi xảy ra sự việc, có thêm những nghi ngờ với nhân vật Cố Gia Minh. Giết người chặt đầu là phong cách của một tên sát thủ biến thái ở châu Âu tên là tác Lập mẫu. sau đó qua quá trình điều tra vào tháng 10 và tháng 11 năm 1995 tuy không rõ hành tung của hắn ta nhưng lại nắm chắc được là hắn chưa đến châu Á hơn nữa gần 50 người đều không. Có vết thương bị bắn, cũng có nghĩa là đối phương dùng dao để giết toàn bộ không trừ một ai bao gồm cả vị đại sư kiếm đạo của người chỉ ra khả năng đánh tay như thế đến ngay cả bùi la ra cũng không tìm được mấy người. Vậy kết quả điều tra cuối cùng thế nào? Cảm thấy lời nói của chân cô hạ dường như muốn lái đi hướng khác, Đông Phương Uyển tò mò hỏi, không có kết quả điều tra, đến tận bây giờ chúng ta cũng không đám tiếp tục điều tra nữa. Trần Cô Hạ lắc đầu cười gượng, nói. Hiện tại việc này cũng chỉ là suy đoán, tính chân thực rất khó nói năm ngoái kế hoạch ứng phó với Bùi La Gia nhanh chóng được triển khai. Thành viên tới đây điều tra cũng chuẩn bị rời khỏi Giang Hải nhưng chiếc máy bay mà cô ấy ngồi vừa cất cánh không lâu thì cục cảnh sát nhận được mảnh giấy vẽ hoa tùy liếp trên đó, nói là Trên máy bay có bom, sau đó máy bay buộc phải hạ cánh, dựa vào chỉ dẫn trên mảnh giấy sau khi chúng ta tiến hành điều tra, quả nhiên phát hiện một loại bom kiểu mới có thể điều khiển kích nổ từ xa vào bất cứ lúc nào. Kỹ thuật của chúng ta bây giờ không thể tháo gỡ quả bom này một cách an toàn, sau đó trên quả bom đó phát hiện thấy một mảnh giấy khác trên đó có vẽ ký hiệu hoa tulip. À, Đông Phương Uyển hai mắt toàn xoe, nói, bom chính là do hoa tulip tên sinh, không, tiểu thư gài vào sao, hiển nhiên là vậy. Trên mảnh giấy viết một câu, hãy ngừng mọi hoạt động điều tra, đừng làm ta nổi điên, nếu ta mà nổi điên, ngay cả bản thân ta cũng sợ hãi, Trần Cô Hạ lắc đầu cười, nói. Ha ha, tóm lại chúng ta nhận ra đây là kỹ thuật tháo gỡ và chế tạo bom mìn mới sau đó không còn ai dám tiếp tục điều tra, mọi hoạt động điều tra chỉ dựa vào những suy đoán trên những tư liệu có được. Vị tiểu thư giản tố ngôn xuất hiện ở Tân Ninh hơn một tuần trước đã gây chú ý cho một số người, cô lại ta là bạn tốt của cô giáo Nhã Hàm, mà cô giáo Nhã Hàm với Gia Minh và Diệp Linh Tĩnh là bạn tốt trong võ quán, một loạt những suy đoán này cũng từ cô ta mà ra, nếu cô ta chính là hoa tuy Lít vậy thì chẳng có gì phải nói nữa đương nhiên là chẳng ai dám chọc cho cô ta nổi điên lần trước nếu cô ta muốn trả thù cảnh cáo thì việc làm cho máy bay nổ tung là một việc quá đơn giản dường như bị sự tích của tiểu thư hoa tuy liếp làm cho kinh động trong phòng khách trở nên khá im lặng một lát sau đồng phương nộ hỏi vậy hoạt động điều tra của những tổ chức khác thì sao thí dụ như bùi la gia bọn họ cũng bị cảnh cáo như thế ư ha ha đương nhiên bọn họ khá là xui xẻo lần này trần cô hạ cười rất hớn hở trong khoảng thời gian hơn nửa năm. Bùi La Gia phải đến đây tổng cộng 7 điều tra viên, thân phận được che giấu rất kỹ nhưng chỉ cần bước chân vào thành phố Giang Hải trong vòng vài ngày là xác của họ sẽ xuất hiện ở một ngõ hẻm nào đó vì chuyện này sứ quán Nhật Bản đã nhiều lần kháng nghị. Ha ha, chắc các em cũng đã biết cái tin năm ngoái có. Mấy người Nhật Bản bị giết hại rồi chứ, chợt, đét mặt đông phương lộ hơi nhăn lại, nói, vấn đề an toàn ở Trang Quốc Đại Lục rất nghiêm trọng, quan hệ Trung Nhật căng thẳng, người phát ngôn của bộ ngoại giao phát biểu sẽ truy bắt hung thủ về quy án trong thời gian sớm nhất phía nhật bản chỉ trích cảnh sát trung quốc làm việc không hiệu quả đến tháng 1 năm nay những tin tức quốc tế mà em xem toàn nói về vấn đề này thì ra là do nàng làm ha ha bọn họ đều chết cả rồi kháng nghị thì cũng chỉ kháng nghị trong một thời gian rồi thôi nhưng mà ngoài việc kháng nghị họ bây giờ cũng bế tắc giống chúng ta chân cô hạ cười hớn hở nằm dựa lên sofa đông phương uyển nói lẩm bẩm Chuyện này đã làm cho việc làm ăn buôn bán của gia tộc chúng ta với Nhật Bản bị thiệt hại mấy ngàn vạn. Tuy nói như vậy nhưng trong đôi mắt nàng đã tràn đầy vẻ mơ ước. Hôm sau là chủ nhật, Đông Phương Uyển không chạy lung tung khắp nơi mà ở nhà ngẫm nghĩ về dấu vết liên quan đến Hoa Tulip mặc dù đó chỉ là những suy đoán, nhưng theo nàng thấy thì thân phận thật sự của Hoa Tulip chính là Giản Tố Ngôn, không thể nào sai được. Nghĩ đến Giản Tố Ngôn, không tránh khỏi nghĩ đến khả năng Cố Gia Minh và cô ta có mối liên hệ với nhau, không biết rốt cuộc hai người họ có mối quan hệ gì bây giờ nghĩ lại lúc ở trên xe trò chuyện với cố gia minh nàng đã nói một câu rất tùy tiện có vẻ là một tên rất xấu xa nhưng với trình độ của nàng sao có thể tùy tiện đánh giá tốt xấu của một người lạ như thế hơn nữa lại còn là đánh giá khá nghiêm khắc rõ ràng đây chỉ có thể là bằng chứng nàng và cố gia minh có lẽ là quen biết nhau hơn nữa cô ấy có thể là trưởng bối của cố gia minh với suy nghĩ đó đến thứ hai nàng bắt đầu để ý quan sát gia minh đương nhiên là kết quả có hơi chút thất vọng tiết học đầu thơ thần nhìn ra sân thể thao bên ngoài cửa sổ, tiết học thứ hai, ngủ, tiết học thứ ba, ngủ một giấc, sau khi thức đậy lại tiếp tục thơ thần nhìn ra ngoài cửa sổ. Tiết học thứ tư, nằm trên bản ngắm mây trôi trên trời, tiết học thứ nhất buổi chiều, xem truyện tranh, tiết học thứ hai buổi chiều, vội vàng làm bài tập về nhà, dĩ nhiên, chính xác hơn là copy bài tập của Nguyệt chỉ Huân. Tiết học cuối cùng, không cần phải nói người đã biến mất dạng, đây là buổi quốc học theo thường lệ vào thứ hai, thứ bốn, thứ sáu của hắn theo một số thông tin thì khi quốc học hắn thường đi siêu thị mua thức ăn, một đứa con trai đi chợ mua thức ăn, thật ghê tởm. Nhìn chung, sau một ngày quan sát vẻ ngoài thần bí đã được tạo dựng trong lòng Đông Phương Uyển về Gia Minh gần như tiêu tan hết. Nói chung, bề ngoài của Gia Minh vốn rất bình thường, tạo cho người khác cảm giác đó là người không có gì quá đặc biệt, ở góc độ cá nhân, trong mắt xa xa và linh tĩnh thì sẽ nói thì thực Gia Minh nhìn cũng không đến nỗi khó coi. Những tên tiểu nhân, Cô đồ thì sẽ cho rằng hắn ta là người thật thà chất phác là một con dê béo trong mát những cô gái xinh đẹp được cánh mày sâu vây quanh thì nếu gia minh biểu lộ một chút thiện cảm không nghi ngờ gì nữa đây chính là một con cóc mơ mộng hão huyền còn trong mắt đông phương uyển một người nguyên tắc kỵ tính lại là một cô gái xinh đẹp thì gia minh là một kẻ mặt mùi khó ơ không phải nghi ngờ gì nữa luôn luôn không chú ý nghe rằng hơn nữa lại không đẹp trai thực sự là tội ác tài tròi một ngày trôi qua Việc duy nhất còn có thể chấp nhận được mà Cố Gia Minh làm là hắn tiện tay cho bạn cùng bàn mượn sách vở. Nguyệt Chỉ Huân rất đẹp, nhưng lại lạnh lùng. Theo cách nói của nhiều người thì đó là vẻ đẹp mạnh mẽ, thậm chí khiến cho Đông Phương Uyển không khỏi có cảm giác tự tin những người ngưỡng mộ nàng không có mấy người dám biểu lộ tình cảm một cách chân chính, vì cho dù là viết thư hay trực tiếp gặp mặt bày tỏ, thì cũng sẽ không. Nhận được lời chấp nhận và cũng không bị từ chối, kết quả duy nhất nhận được chỉ là sự hờ hững không quan tâm. Lúc lên lớp nàng đều trả lời những câu hỏi của thầy cô, khi bạn bè chào hỏi thì nàng cùng đáp lại rất lịch sự. Đây vốn là phong cách của cô bé Nhật Bản này nhưng nếu muốn tiến gần thêm một bước nữa thì tuyệt đối không thể nào cả trường nàng chỉ để ý đến một nam sinh, đó là cô Gia Minh, hay là đo bề ngoài của hắn không tạo ra sự uy hiếp nào sao. Đó cũng là suy nghĩ của một số người, nhưng rõ ràng không phải là như thế có người từng nhìn thấy họ ngồi nói chuyện với nhau trong tròi nghỉ mát cũng có người từng nhìn thấy họ nói chuyện với nhau ở trong vườn và có rất nhiều người nhìn thấy họ bàn luận xôn xao sau lớp học khoán thường biểu hiện ra vẻ không kiên nhẫn. Còn Nguyệt Trì Huân thì hai mắt sáng long lanh, rất ít thấy, hoặc cũng có khi nhìn thấy khóe môi nàng khẽ cười rạng rỡ. Khi hai người tiếp xúc với nhau nhiều hơn như là lúc đưa cặp sách, đưa đụng cụ học tập thời gian là bạn học với nhau càng dài hơn và lại ra minh đối với những câu hỏi của người khác không bao giờ tránh né mọi người đều biết Nguyệt Trì Huân có một cái tật. Nàng luôn luôn quên và làm mất đồ dùng học tập hay là sách vở, ngày nào cũng thất dường như là sự nguyền rủa của thượng đế. Trong kỳ thi cách đây không lâu khi đó các học sinh được sắp chỗ ngồi chéo, có người bắt gặp Nguyệt Trì huân quên mang theo bút mấy người ngồi bên cạnh tranh nhau đưa bút cho nàng, nào ngờ nàng hoàn toàn không cần, cứ ngồi nhìn đề thi như vậy suốt cả buổi, cuối cùng nộp giấy trắng. Sau chuyện này mọi người truyền tay nhau rằng nàng và cố gia minh có tình riêng, nhưng lúc này Đông Phương Uyển đương nhiên đã hiểu, sau sự việc lần đó giữa họ đã hình thành một tình bạn trong tình cảnh sống chết người con gái đó tâm hồn hoàn toàn khép kín không có khái niệm giữa sống và chết cho nên cũng không ai có thể tiến vào bên trong cô gia minh cũng là một người như vậy mặc dù cảm giác về gia minh vẫn cứ mơ hồ rối rắm nhưng lặng lẽ nhìn một ngày như thế khiến cho ý định muốn thay cách suy nghĩ của bản thân hắn của nàng lại càng lớn hơn đúng vậy mình còn muốn trở thành một người thành đạt tại sao có thể bị đánh ngã bôi chút khó khăn như vậy chứ Trước đây phương pháp của mình đã sai lầm suy nghĩ muốn ra lệnh đã quá ân sâu hiện giờ đã biết rồi muốn thay đổi một người như Cố Gia Minh thì phải tiến từ từ dừng bước, trước tiến phải trở thành bạn của hắn, sau đó. Nhưng mà, muốn trở thành bạn bè, đầu tiên phải có thời gian tiếp xúc nhiều, hiện giờ mình ngay cả nói chuyện với hắn cũng không, vứt cuộc nên bắt đầu thế nào đây? Cán bút suy nghĩ hồi lâu bỗng nhiên liếc thấy trên bảng thông báo trước gấp học có viết về hội diễn văn nghệ kỷ niệm ngày thành lập trường, trong đầu nàng bỗng lóe lên một ý nghĩ. Có rồi, quả nhiên là không gì có thể làm khó mày được, cố lên bởi vì ngươi chính là Đông Phương Uyển. Không cần biết là suy đoán có chính xác hay không, cho đủ hắn vào hoa tuy líp, giản tố ngôn, có quan hệ gì thì đây là việc mà mình cần phải làm được. Mặt khác, khi mà Đông Phương Uyển một lần nữa dấy lên ý chí chiến đấu hừng hực thì Gia Minh đang trên đường đi về nhà cũng đang nghi ngờ về thái độ của Đông Phương Uyển ngày hôm nay. Tuy cô gái đó có hơi chút ngớ ngẩn, nhưng cũng không phải là mê trai, Huống hồ mình cũng không đẹp trai gì nàng nhìn chằm chằm mình như thế chăng lẽ chuyện mình già làm giản tố ngôn ngày hôm trước đã bị lộ. Không thể nào với chỉ số y quy của nàng thì việc này không phải dễ đoán ra, nhưng mà trừ lần đó ra, dường như rất khó giải thích tại sao sau khi việc của ngày hôm trước diễn ra, nàng lại bắt đầu chăm chú nhìn mình. Lắc đầu chịu thua, trên đường về nhà, không khí đường như có chút gì đó cổ quái, láng giềng hàng xóm ba cô sáu bà đều đang bàn tán chuyện gì đó xì xào to nhỏ nhưng có thể nghe thấy được những từ như phá bỏ di rời. Vĩnh Thịnh Bang, công ty Hương Thịnh. Đi đến dưới lầu trong tiệm chơi game lúc này cũng đang có rất nhiều người đang lớn tiếng thảo luận, trong đó có quá nửa là thiếu niên tuổi từ 12 đến 20 sống ở con hẻm gần đây hầu như chúng đều là bọn côn đồ những chuyện như chém người, đánh lộn chúng thỉnh thoáng cũng có dính vào nhưng không được coi như là xã. Hội đen, thỏ không ăn cỏ gần hàng, đám người này vẫn còn khá lịch sự với người dân sống ở quanh ngã tư này được xem như là hàng xóm láng giềng, gia minh ngày thường tỏ ra khá lệ phép biết điều, trong nhà có hai cô bé xinh đẹp xa xa thỉnh thoảng còn đùa mắng chửi mấy câu vì vậy quan hệ của mọi người rất hòa thuận, lúc này vừa nhìn thấy hắn, liền có người kêu, a Minh, ồ anh Hoa, có chuyện gì vậy? Người vừa gọi ra Minh là một thanh niên chừng 25-26 tuổi, dáng người cao giáo, tóc che nửa bên mặt, nhìn qua cũng hơi ẻo là là người khá có uy tín trong đám côn đồ ở quanh đây, lúc này hắn đang còng mày khoác vai ra Minh đi vào trong tiệm game, em chưa biết à? Bọn anh vẫn muốn hỏi em về thái độ của cô Sáu, nào qua đây, đúng vậy mẹ nó kinh người quá đáng rồi. A à minh, em đi nói với cô sáu là kiên quyết đừng bán. Mọi việc đã có bọn anh lo con mẹ nó. Vĩnh Thịnh băng là cái thá gì chứ? Một tên khác hùng hổ nói đưa một tờ giấy đến tận tay gia minh. Còn về cô sáu mà bọn họ nói là chủ của ngôi nhà này tiệm game ở bên dưới thực ra cũng là nhà thuê. Nhìn qua một chút, gia minh đã hiểu chuyện gì đã xảy ra. Công ty phát triển kiến trúc Hưng Thịnh giải tờ rơi trên đó viết khá là khách khí nội dung đại khái nói công ty muốn mua lại đất trên con đường này để xây dựng mọi người hãy suy nghĩ kỹ giá cả rất hấp dẫn, sau vài ngày sẽ chính thức cử đại diện đến từng nhà đây bàn bạc. Nhưng mà viết là một chuyện thực hiện lại là một chuyện khác, công ty phát triển kiến trúc Hưng Thịnh thực ra là công ty do Vĩnh Thịnh Bang, một trong ba hắc bang lớn của thành phố Giang Hải thành lập. Một năm trở lại đây có thể nói là có rất nhiều tai tiếng xấu về công ty này thấy nơi nào có giá trị tiềm năng liền đi thu mua, giá trả rất thấp, cách mua không khác gì ăn cướp. Dĩ nhiên là gần học viện Thánh Tâm có rất nhiều nhà giàu, năng lực chi tiêu rất lớn khu vực cũ kỹ vẫn chưa được xây dựng lại này đã bị chú ý, vĩnh thịnh bang à, thế thì phiền phúc đây. Còn hơn 20 ngày nữa là đến ngày kỷ niệm thành lập trường, nghe nói Phương Vũ Tư sẽ từ Hồng Kông sang đây đến lúc đó mình sẽ làm bạn nhảy với chị ấy, hoặc có thể sẽ xin được chữ ký của chị ấy, ngồi trên giường thay áo ngủ mặc áo con, linh tĩnh nói bông quơ như thế, Phương Vũ Tư. Ngôi sao đã hết thời đó ư, cầm trái chuối từ trong nhà bếp đi ra, nhìn thiếu nữ nửa thân để trần, Gia Minh cười nói. Mình thà xin chữ ký của cậu còn có giá trị tiềm lực hơn những người sáng suốt đều có thể thấy rằng linh tĩnh chỉ có bộ ngực là không bằng cô ta do cậu vẫn còn nhỏ, còn cô ta đã già rồi. Hứ, phương vũ từ hết thời từ khi nào, linh tĩnh chọn tròn bắt, không nhịn được người phá lên, nói. Nghe nói chị ấy mới có 20 tuổi, mình và xa xa đều thích chị ấy có phải không xa Sa, ưng ngủ tiếp với mình đi, xa xa đang mơ mơ màng màng nằm ngủ bên cạnh ôm chặt hai chân linh tĩnh dựa ở đó, vất vả lầm linh tĩnh mới thoát ra được hai quần áo xong lúc leo lên, xa xa đang quấn chân nói. Linh tĩnh, hôm qua mình có một số bài toán vẫn chưa giải xong, đề bài mình đã chép vào vở, sáng nay là phải nộp rồi. Chương 132, buổi sáng yên bình sao, Linh tĩnh đang mang với chân giật cả mình, nói, hôm qua rõ ràng cậu nói đã làm xong hết rồi mới chơi game mà, cậu còn dành điều khiển với mình, không được la mình, xa xa bịt chặt lỗ tai, nằm trong chăn cười thật hồn nhiên nói. Xin cậu đó, Linh tĩnh, vì tình bạn giữa chúng ta mà, nụ cười tê tán khiến cho bao người con trai phải mê mệt nhưng rõ ràng là chẳng có tác dụng gì với linh tĩnh nàng cầm chiếc gối bên cạnh đập vào xa xa nhưng vẫn bị cô bé mình ngủ đó ôm trong lòng ngủ tiếp từ khi ba người sống chung với nhau nàng đã quen với việc ôm một cái gì đó trong lòng mới ngủ được bên ngoài bầu trời u ám vừa hiện ra tia sáng mở nhạt từ xa văng tới tiếng gà gáy gia minh đang vội vàng với bữa sáng trong bếp sửa mặt đánh răng cũng vào nhà vệ sinh nhà bếp lại trung đụng thể xác với gia minh sống chung với nhau một năm nay khiến cho ba người có tình cảm ấm áp như vợ chồng già, nhưng vẫn xen lẫn vào trong đó những cảm giác tươi mới. Họ đều đã 17-18 tuổi học chung một trường nhưng khác lớp có thái độ xử lý. Tình huống khác nhau, tham gia những hoạt động khác nhau, quen nhiều bạn khác nhau, nói những câu khác nhau với nhiều người khác nhau. Thế nhưng khi về đến nhà thì ba người họ lại như một, ngồi trước gương trãi tóc thành hai đuôi ngựa đơn giản, linh tĩnh nói với vào phòng ngủ, xa xa vở bài tập của cậu để ở đâu. Không biết, tự tìm đi giọng nói lầu bầu lười biếng từ trong phòng vang ra linh tĩnh lướt mắt một cái từ trong đống sách trên sofa tìm ra quyên vờ bài tập toán của xa Sa xa Sa sau đó đê lên bàn rồi dở ra tuy việc thế này không phải lần đầu diễn ra nhưng vẫn không nhịn được mà tức giận gia minh mình nhớ là xa xa lớn hơn tụi mình đúng không đúng nhưng sao vậy sao mình thấy mình giống mẹ của cậu ấy hư bài tập này mà không biết làm sao xa Sa xa Sa cậu khiến mình tức chết đi được cậu đôi tên thành ngốc nghếch đi được rồi đó trong phòng phát ra những tiếng cười thầm dưới sàn nhà vang lên mấy tiếng rầm rầm xa xa người vẫn còn quấn chăn từ trong phòng chạy ra nàng vốn đã quen ngủ không mặc quần áo trong lúc chạy vội đôi chân thon dài trắng nõn đung đưa sau đó đáp phịch xuống sofa từ đằng sau ôm chặt lấy người linh tĩnh được rồi mẹ linh tĩnh cảm ơn mẹ nhiều này 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 mình đã giúp cậu làm bài tập mà cậu còn đến quấy giày mình cố gia minh mang vợ của cậu đi dùm đi một chút ồn ào náo động một chút hỗn loạn một chút ấm áp một chút tươi mắt một ngày mới bắt đầu trong một ký túc xá nào đó trong trường, mỗi ngày bắt đầu lại có chút không giống như thế 3 giờ rưỡi sáng từ trong cơn mơ tỉnh lại khi mở mắt ra, cái mà lúc nào cô gái cũng nhìn thấy là một vật thể lông lá đen thui, cô có thói quen ôm nó một chút, sau đó từ trên giường lao xuống, rửa mặt, xúc miệng. Do ít nhìn thấy học sinh Nhật Bản phòng ký túc xá lẽ ra có thể ở bốn người, nhưng lúc này vẫn chỉ có một mình nàng, không cần mỡ đèn trong bóng tối đi lên đi xuống, nàng có thể hoàn thành mọi việc chính xác mà nhanh chóng. Gấp xếp chăn gối xong, nàng đặt con gấu trúc bông bên cạnh chiếc gối sau đó bắt đầu ngồi thư giãn như ngày thường. Trong phòng yên ẳng không tiếng động, có hai con búp bê ngồi không động đẩy nhúc nhích trên giường, chỉ là một con trắng đen xen kẽ toàn thân có lông mềm mại dễ chịu, dùng cho lửa tuổi thiếu niên choi đùa con còn lại thì người mặc áo ngủ xinh đẹp mơn mờn như đồ chơi chất lượng cao dành cho người lớn. Trời vẫn chưa sáng khoáng gần 4 giờ rưỡi nàng thay quần áo ra ngoài chạy bộ chạy thẳng ra khỏi cổng trường, ra tới đường lớn chạy vòng vào đến khi trời sáng, có đường chọn đê chạy không giống nhau, nhưng thường là sẽ đi ngang qua tòa lầu nhỏ mà ba người gia minh. Linh tính, xa xa sống, sau đó cùng nhau chạy bộ đến lóp vào trường bắt đầu tập luyện những thế võ đơn giản, đương nhiên cũng có lúc tình cờ gặp được ba người họ, cũng có lúc bắt hụt không gặp được. Sau khi ra khỏi công trường, nàng mới cảm thấy thời tiết có chút gì đó là lạ hôm nay rất có thể trời sẽ mưa nhưng mà đối với nàng mà nói mưa phùn ngày xuân, ướt một chút thì cũng chẳng sao. Trên đường xe cộ qua lại rất ít trong đại sánh của những khách sạn nhà hàng hai bên đường đèn sáng lung linh, Trải qua một đêm canh gác nhân viên bảo vệ trước cổng có chút uể oải trong cảnh tượng đó cô gái xinh đẹp mặc đồ thể thao trắng, tóc bay trong gió tràn trề sức sống càng làm cho khung cảnh thêm tên trẻ sống động. Thế nhưng, những tia nắng ban mai tựa như những bong bóng nổi trong hồ nước đằng xa nơi trên trời, mưa cũng bắt đầu rơi xuống giả dích, đèn đường đã tắt, mưa cũng ngừng rơi xe cộ bắt đầu nườm nượp người đi đường xuất hiện, bầu không khí nơi đô thị trong mát lạ thường. Đứng ở cửa khách sạn phủi phủi những giọt nước mưa trên người, một chiếc xe đỗ lại bên đường, chàng trai tuấn tú bước xuống xe thích thú nhìn ngắm cô gái xinh đẹp nhưng có vẻ lạnh lùng đó hắn vẫy tay với người bảo vệ đang định lái xe của hắn vào bãi đỗ xe không cần phương tiểu thư và trịnh tiên sinh đã xuống chưa chúng ta phải nhanh chóng đi thôi vâng nghe nói là họ sẽ xuống ngay thôi chúng tôi đã lấy xe dùng ông ấy rồi trương tiên sinh mời ông vào bên trong đợi trước được rồi anh cứ đi trước đi gật gật đầu trương cạnh phong đi về phía bên này nói tiểu thư có cần ô không tôi có thẻ VIP của khách sạn có thể yêu cầu phía khách sạn bán cho một chiếc ô. Tiếng mưa rơi xào xạc đáp lại lời nói thiện chí vừa rồi là một sự im lặng khó chịu, giống như là vây muối vào nước biên, không một phản ứng nào xuất hiện. 10 giây, 20 giây thì mà anh chàng đó đang cho rằng cô gái đứng trước mặt mình hình như bị câm thì đối phương mới quay lại trả lời một cách lạnh nhạt. Cảm ơn, không cần, ha ha, không sao tôi cũng chỉ tiện tay giúp đỡ mà thôi. Một hai phút tiếp theo, có vẻ như tình huống trở nên khá lung túng, không có thêm câu trả lời nào nữa cô gái vẫn đứng nhìn mưa rơi như đang suy nghĩ về cảm giác dạo bước trong mưa sẽ thế nào có vui không, không có vẻ gì là chú ý đến chàng trai ân cần bên cạnh. Điều này khiến cho Trần Cạnh Phong cảm thấy rất lung túng, quả thật, lúc này hắn muốn đến gần để trò chuyện với cô gái động lực lớn lao đó là đo cô gái có dung mạo xinh đẹp giả như đứng trước cửa là một phụ nữ trung niên, hắn đương nhiên sẽ không có ý định trò chuyện. Nhưng cho dù thế nào yêu cái đẹp vẫn là chuyện thường tình trong đầu hắn không có suy nghĩ hèn hạ bị ổi gì hết không đáng bị người khác lên án thế nhưng phản ứng của cô gái này vẫn khiến hắn có một cảm giác thất bại cảm giác thất bại gần đây cũng khá nhiều đoán chừng rằng nó có liên quan đến cuộc khủng khoáng tài chính tháng hai năm nay linh tĩnh đã bỏ không làm việc tại bắc âu huyễn tường của hắn ta từ đó hắn luôn rơi vào trạng thái mông lung nào đó thực ra tình yêu của hắn đối với linh tĩnh cũng chưa đến mức độ khắc sâu tận đáy lòng khiến hắn phái nhận một cú sốc nặng nề nhung những thứ mình không đạt được thường lại là tốt nhất đặc biệt là buổi liên hoan mừng giáng sinh đêm hôm đó sau khi thiếu niên tên cố gia minh kia hát bài đông phong phá phản ứng từ khắp mọi mặt đều cho thấy kéo vốn đẹp trai tương lai đầy hứa hẹn là mình không phải là đối thủ của thiếu niên bình thường kia vì vậy hình tượng của linh tĩnh cũng trở nên rực rỡ khác thường vốn đang định chuẩn bị vào thời điểm thích hợp sẽ tung ra một loạt những tấn công lãng mạn ấn tượng thanh lịch ai ngờ rằng trong lòng linh tĩnh đã có sự cảnh giác nhất định chỉ cần chạm đến chủ đề hoi mập mờ liền khéo léo tránh đi mỗi lần đều chưa nói được ba câu thì đã bị lái sang chuyện công việc thế công còn. Chưa kịp triển khai thì đối phương đã nghỉ việc, hiện giờ hắn chỉ biết nàng học tại học viện Thánh Tâm ngay cả số điện thoại liên lạc cũng không có vì vậy cảm giác thất bại lại càng trở lên mãnh liệt hơn. Mà tình cảnh lúc này dường như lại càng chứng minh rõ ràng hơn rằng lực hấp dẫn với nữ tính của hắn đã bị hạ xuống mức thấp nhất, cụ xin lỗi là do tôi đã quá nhiều chuyện, tạm biệt, cố gắng giữ nụ cười thật tươi vẫy vẫy tay hắn ta ung dung đi vào khách sạn. Khá lâu sau cô gái mới nhìn lên bảng hiệu của khách sạn sau giây lát suy nghĩ, nàng đi vào trong đại sảnh khách sạn. Trước quầy tiếp tân có vài người đang làm thủ tục trá phòng, đứng đầu chính là anh chàng trương cạnh phong ân cần dịu dàng khi nãy đi cùng là một nam một nữ người nam thì khoảng hơn 40 tuổi người nữ có vẻ vẫn còn trẻ và khá xinh đẹp dáng người cao gầy đeo dôi kính dâm màu tím nhạt, nét mặt hơi lạnh lùng. Bốn vệ sĩ đứng bên cạnh, khi thiếu nữ đến bên quầy lễ tân thì một người phục vụ cười nói, chào cô tôi có thể giúp gì cho cô không, tôi muốn mua một chiếc ô, à, người phục vụ đó gật cật đầu, tỏ ra hơi khó xử, nói, Khách sạn của chúng tôi đúng là có bán ô nhưng yêu cầu cô phải là khách của khách sạn chúng tôi hoặc là cô có thẻ VIP của khách sạn chúng tôi cho hỏi cô có thẻ VIP không? Thẻ VIP. Cô gái hơi cao mày người phụ nữ bên cạnh đường như tâm trạng không được vui, cười lạnh lùng, quay sang khẽ nói với người đàn ông trung niên bên cạnh, vẫn còn là học sinh đó cô bé nghĩ đây là khách sạn hay là nhà nghi sao? Trưng cạnh phong cười cười, lấy ra một tấm thẻ. À, tôi có thẻ VIP cô ấy là bạn của tôi xin, chưa nói hết câu, cô gái móc một chiếc ví màu trắng từ túi sách ra mấy năm trước tôi từng thuê phòng ở đây, không biết là loại nào. Tiền tài quơ quơ, năm sáu tấm thẻ có màu sắc hoàn toàn khác nhau rơi trên quầy, mấy đồng tiền xu cũng rơi ra theo, những đồng nhân dân tệ với mệnh giá nhỏ dường như chỉ đủ ăn một bữa sáng ở ven đường, nhìn những đồng tiền đó và bề mặt tấm thẻ mượn sách thư viện thô giáp xù xì cô gái đứng chỗ xa quầy tiếp. Tân có chút buồn cười. Sau đó nụ cười đó thay đổi bằng một sắc mặt kỳ lạ còn về chân cạnh phong đang đứng gần đó đã bắt đầu lúng túng rút tấm thẻ vip về cẩn thận lấy tiền trên quầy về, nhìn tấm thẻ trên quầy, cô gái tên Nguyệt Chỉ Huân có vẻ hơi buồn rầu. Chương 133. Hồ Điệp mua cộng 26 tấm thẻ, sau đó từ trong ví tiền lại lấy ra tiếp mấy tấm nữa, đủ loại khác nhau, tiếng hoa có phần nhiều là tiếng Anh, một vị giám đốc đứng bên hông quầy lễ tân liếc mắt qua là đã biết trong đống thẻ đó không có thẻ VIP của khách sạn không nhịn được nét mặt hơi thay đổi vì với khả. Năng của khách sạn e là vẫn chưa thể có được loại thẻ thế này, ngân hàng Hoa Kỳ, ngân hàng Thụy Sĩ, ngân hàng Trung Quốc, Ngân hàng Mitsubishi Tokyo, Ngân hàng Đức, Ngân hàng Hưng nghiệp Pháp. Thẻ VIP, thẻ bạch kim của các ngân hàng cao cấp nhất ở trong và ngoài nước. Đối với người chỉ huân mà nói nàng không quan tâm đến những thứ này nàng chỉ biết đây là thẻ ngân hàng và mỗi tháng đều rút ra một số tiền sinh hoạt cố định. Nhưng những người khác đều nhận ra rằng những loại thẻ ngân hàng cao cấp này dường như đều có chức năng tiêu dùng vô hạn không phải là loại thẻ chỉ tiêu vô hạn của một số công ty có hình thức này, mà nếu không phải là nhân vật quan trọng, tiền tính ở mức 8 số 0 thì loại thẻ này không được phát tùy tiện cho bớt. Cứ người nào, cha của Trương Cạnh Phong cũng có thể có một hai tấm thẻ như vậy nhưng trong số mấy tấm thẻ có giá trị nhất lại không có, đừng nói đến ô, chỉ cần tùy tiện ném một tấm thẻ ra là có thể xóa bỏ cả khách sạn bốn sao này. Kiểm tra một hồi, sau khi kiểm tra sắp xếp lại đống thẻ đó cô gái gật gật đầu, xin lỗi hình như là không có, đang định quay người đi thì vị giám đốc quản lý kia vội vàng kêu, tiểu thư đợi đã, chúng tôi sẽ đem ô tới cho cô, hắn vừa nói vừa dục người phục vụ, nói. Tiểu Hy, còn không mau đi lấy ô ra đây, cảm ơn ồ không cần cảm ơn, mưa vẫn đang rơi lất phất bên ngoài, vị khách giam đốc đó lịch sự nói một câu cũng không làm phiền gì chỉ có mấy người làm thủ tục trả phòng đứng bên cạnh không nhịn được lớp nhìn cô gái thêm mấy lần. Lúc này, người phục vụ đã cầm một chiếc ô mới đem ra theo quy định quẹt thẻ trả tiền xong, nhóm người trương cạnh phong đi ra cửa và bước lên chiếc xe thể thao màu bạc sang trọng, không biết tại sao lúc này trương cạnh phong lại cảm thấy chiếc xe này thật tầm thường hay là chạy bộ thì mới là xu hướng hiện nay trong lúc hắn khởi động xe thì cô gái mặc bộ quần áo thể thao màu trắng với dung mạo lạnh lùng nhưng xinh đẹp lạ thường đó đã cầm chiếc ô từ công bước ra sau đó cô mở chiếc ô ra chạy chậm chậm trong mưa chiếc xe thể thao đã khởi động từ trong khách sạn chạy ra phía sau lưng cô gái bây giờ đi về nhà trưng tiên sinh sao không khí trong xe đường như hơi ngột ngạt cần có một đề tài nói chuyện phương tiểu thư là người mở lời nhưng ánh mắt thì lại nhìn cô gái đang chạy bộ trong mưa qua cửa sổ xe khi nãy trong đống thẻ ngân hàng của cô gái nàng nhận ra một tấm thẻ vì trước đây nàng đã từng sử dụng nó nói đúng hơn là đã từng khoe khoang nghe nói đó là biểu tượng cho thân phận và địa vị bây giờ nhìn lại đúng là hơi buồn cười à không phải là nhà bởi vì công ty nhà tôi không phải ở giang hải nên đó chỉ là gian biệt thự mà cha tôi thỉnh thoảng ghé qua vào những kỳ nghi nghe nói phương tiểu thư và trịnh tiên sinh muốn ghé qua cho nên tôi đã cho người dọn dẹp rồi hy vọng là hai người cảm thấy thoải mái khi ở đó hả không phải trương tiên sinh làm việc tại nơi này sao Trương Tiên Sinh không sống ở trong căn biệt thự đó, Phương Tiểu Thư hỏi một cách hứng thú nhưng vẻ mà lại hơn máy móc, do biệt thự cách nơi làm việc cũng hơi xa cho nên thường là ở trong khách sạn, Trương Cạnh Phong cười đáp. Trương Tiên Sinh thật là chịu khó nghe nói vị Tiên Sinh viết bài Đông Phong phá kia cũng biểu diễn lần đầu tiên ở nhà hàng của Tiên Sinh phải không? Thầy Hoàng và thầy Trịnh không chịu kê về chuyện xảy ra hôm đó cho nên tôi rất muốn biết, độ ra nụ cười mê người, cuối cùng thì cũng nói vào vấn đề chính. Trịnh Tắc bồi ở bên cạnh hoi cau mày, Trương Cạnh Phong thì mỉm cười kể chuyện ngày hôm đó sớm biết đối phương có hứng thú với chuyện này nên hắn cũng không thấy ngạc nhiên lắm. Sau buổi tiệc vui vẻ hôm đó cố gia Minh kia đã ngồi nói chuyện với Hoàng Lão và Trịnh Tắc Bồi về việc bán bản quyền của vài bài hát, nhưng đồng thời hắn cũng yêu cầu phải giữ bí mật về thân phận của hắn sau đó Trịnh Tắc Bồi có chào xã giao vài câu với mình, tuy rất sẵn lòng gây thêm phiền phúc cho người thiếu. Niên có quan hệ mập mờ với linh tính, nhưng lại không thể không để ý đến mặt mũi của Trịnh Tắc Bồi những lời kể cứ thế từ trong miệng tuôn ra, phùng Vũ từ ngồi phía sau tập trung lắng nghe. Chưa cần gạt lên gạt xuống lao đi nước mưa rơi trên tấm kính phía trước xe mưa phùn khiến cho thành phố sầm uất này dường như bị sương mù che phủ khi tín hiệu đèn đỏ phát ra. Chiếc xe thể thao dừng lại ngay phía trước vạch trắng, cách đó không xa là chiếc xe buýt vừa đổ vào trạm, dòng người lên lên xuống xuống, một buổi. Sáng bình dị diễn ra trên thành phố, lát sau, cô gái che ô chạy ngang qua chiếc xe rẽ vào con đường phía bên kia không cùng đường đi với họ. Sau khi phát tín hiệu đèn xanh, lúc chiếc xe thể thao nổ máy, Trương Cạnh Phong nhìn qua chiếc xe giúp quân dụng màu đen đỗ phía bên kia đường, một cô gái dáng người cao gầy từ trên xe bước xuống, chào cô gái mặc đồ thể thao màu trắng theo nghi thức tiêu chuẩn của quân đội. Mưa, ánh đèn ngoài cửa sổ sáng ngời, đầy điện phát ngang tầm nhìn. Lớp học vào sáng sớm ngoài sự mát mẻ còn hơi náo nhiệt, học sinh lũ lượt vào lớp cầm chiếc ô vây vầy nước, sau đó treo vào sau lớp học rồi vừa phủi phủi người vừa nói chuyện với bạn bè nước mưa đọng trên đầu những giọt li ti nếu có một cái gì đó có thể trưởng trưng cho cụm từ mưa phùn ngày xuân thì cảnh tượng trước mắt có lẽ là miêu tả khá chính xác và hoàn hảo góc sau lớp học huân lấy sách vở của môn đầu tiên từ trong cặp sách ra mắt liếc sang thiếu niên đang ghi chép nhanh chóng lên trang giấy trắng hôm nay người của cục quốc an đã tìm tôi sao sáng sớm hôm nay sao vẫn không dừng bút gia minh nhớm vải hỏi Ừ thật chẳng lịch sự gì cả nhưng mà suy cho cùng là muốn cô giúp đỡ liên hệ với phía Nhật Bản sao. Ừ cho nên tôi đã cho họ biết thông tin để liên lạc với Thiên Vũ Quân. Họ đã hiểu nhầm mục đích đến Trung Quốc của tôi. À, bỏ cây bút máy trong tay xuống. ra Minh nhìn nàng cười, nói. Cho dù là ai đi nữa cũng đều sẽ hiểu nhầm. Nguyệt Trì Gia và Cao Thiên Nguyên người đông như thế là một thành viên khá quan trọng. Cô một mình đến Trang Quốc, chắc chắn sẽ bị họ cho rằng cô chịu trách nhiệm liên lạc giữa hai bên. E là không chỉ riêng gì viêm hoàng giác tình mà cô quốc an cũng nghĩ như vậy u ám thiên cầm hay bùi la gia cũng đều nghĩ như vậy nốt. Ai mà nghĩ rằng cô chỉ là một bình hoa để cho người khác ngắm, bé ngốc, thực ra chụp cô cũng không phải người tốt đẹp gì, là thiên vũ quân bảo tôi đến Trung Quốc. Thiên vũ chính tác cũng không phải là người tốt lành gì hắn đã biết về tôi cho nên muốn tìm mọi cách kéo tôi xuống nước, sẵn tiện cũng là vì muốn thoát khỏi cô, theo tôi được biết, bạn gái Long Đường Duy của hắn ta rất hay ghen, nếu so sánh thì Long Đường Duy dễ thương hơn. Chợt, nhưng mà cha của cô thì lại khác, hắn không biết chuyện về tôi nhưng vẫn biết rằng cô có thể rơi vào tình huống nguy hiểm mà vẫn để mặc thiên vũ chính tắc sắp đặt cho cô điều này nói rõ cô đã là con gái được gả ra ngoài, như nước đã bị hắt đi. Nhớ lại những tư liệu ở kiếp trước của người chỉ ra, gia tộc có sức ảnh hưởng lớn nhất Nhật Bản này vì muốn bảo vệ địa vị bản thân mà đã làm khá nhiều chuyện, Gia Minh lắc lắc đầu buột miệng nói, điều quan trọng nhất là hắn là một người trang Nhật Bản, ái trà. Nhật Bản nha, những chuyện loạn luân tại Nhật Bản có rất nhiều, nghe nói ở Nhật Bản, cha cũng có thể làm chuyện đó với con gái đương nhiên. Cách vun đắp tình cảm như thế là tốt hay xấu đều do cô đánh giá cô cũng có thể cho rằng hắn là người tốt. Không, không phải, tôi, cúi đầu, Nguyệt Chỉ Huân hơi nhíu mày. Nhà chúng tôi không làm như thế, ổ tức giận, Gia Minh hoi hứng thú nhìn thiếu nữ đang hoi nhíu mày lại, cũng như nụ cười của nàng. Không, có lẽ đây là vẻ mặt càng thêm hiếm có so với nụ cười của nàng. Không có. Bị nhắc nhở một câu như vậy đường như thiếu nữ lại nhớ tới một vài suy nghĩ loáng thoáng trong đâu tất đâu tỏ vẻ không có chuyện gì, Gia Minh cười nói. Không, tính tình kiên định của cô có thể trở thành bản năng ngụy trang tốt nhất, gặp phải chuyện như thế có tức giận cũng là chuyện thường, cô có thể yêu cầu tôi xin lỗi hoặc có thể tìm tôi đơn đấu khi tan học những chuyện này cô đều có thể hiên ngang mà làm. Bởi vì cô quá lạnh lùng nên thể hiện vẻ tức giận, vui vẻ, chỉ cần là vẻ mắt rất đơn giản nhưng chỉ cần đúng chỗ là có thể lừa được người khác, nhưng nếu có một ngày cô không còn là người chỉ hoan nữa vậy thì những biểu hiện lúc này của cô vẫn chưa đủ, nhưng anh sẽ không xin lỗi hơn nữa tôi cũng không đánh lại anh, đương nhiên, Gia Minh gật đầu tỏ vẻ đương nhiên, nói, bởi vì những gì tôi nói đều là thật, tại sao phải xin lỗi, vừa dứt lời, tay hắn đột nhiên đánh về phía dưới, bắt được bàn tay trái xinh đẹp của Nguyệt Trì Huân, bút mực sắc bén đang đâm về phía bụng của Gia Minh. Từng lần đánh lén này, cũng không tệ lắm, tựa như một đứa trẻ làm sai chuyện gì đó đang phải chịu trách phạt, Nguyệt Trì Huân cúi đầu để mặc Gia Minh nắm tay nàng, một lát sau, nàng mới nhẹ giọng nói, tôi, tôi thích anh cầm tay tôi chỉ khi chỉ khi đánh tôi anh mới cầm như vậy. Im lặng một lát, vẻ mặt ra Minh không thay đổi, sau đó mới gật đầu, rất tốt, vẻ mặt lần này rất phù hợp nếu những nam sinh bình thường nghe thấy những lời này thì chắc chắn sẽ thổ rồi. Trang Quốc có câu đường đi ngàn dặm bắt đầu từ dưới chân, chương 64, Đạo Đức Kinh, muốn hoàn thành nhiệm vụ đùa giỡn 20 người đàn ông hai cô gái rồi vứt bỏ bọn họ thì những tích lũy bây giờ rất quan trọng lần đầu tiên dạy một học sinh với yêu cầu cao như vậy trong lòng gia minh vốt của cũng có cảm giác thành công điều không hoàn mỹ chính là chẳng qua cô không nên làm theo tất cả những gì tôi nói một cách máy móc phải biết từ một suy ra ba lần trước hai người luận vỗ gia minh vặn trật khớp cả hai tay nàng và dạy nàng kiến thức ban đầu về ngụy trang vuốt ve bàn tay nhỏ bé của mỹ nữ không có chút năng lực phản kháng nào chính là cách ví dụ của gia minh vẻ mặt của nguyệt trì hồi lúc này so với lần trước đã sinh động hơn rất nhiều hai người lén lén lút lút ở cuối phòng học mà không bị ai phát hiện cả không lâu lắm chuông vào học vang lên một lát sau gia minh mới cao mày hỏi đúng rồi tháng này bùi la ra lại phái người tới đây bên phía quốc an có báo chõ cô không nguyệt trì hoan gật đầu có nói hình như là bọn họ đã giải quyết rồi ừ quá nhiên là bọn họ hắn gật đầu nói tôi cảm thấy nếu bọn họ đã làm chuyện này thì không có lý do gì mà không đến trước mặt cô khoe khoang đó cũng là một trong những lợi thế khi đàm phán nguồn tình báo của tôi bây giờ vẫn còn hạn hẹp bên phía quốc an đã muốn liều mạng. Nhìn về mặt tự hỏi của Gia Minh, kết hợp với những nội dung hắn vừa nói trong lòng Nguyệt Trì Huân bồng nhiên hơi dạo dực, cố quân anh, anh vẫn luôn chú ý đến tình hình bên Nhật Bản sao, đương nhiên, nếu không chú ý ngộ nhỡ ngày nào đó bùi la ra nổi điên rồi cho tôi một đòn đi phái làm thế nào. Nhìn về mặt của Nguyệt Trì Huân, Gia Minh gật đầu, quyết định làm rõ sự mập mờ này, huống chỉ cô đang ở bên này, tôi phải đảm bảo đưa cô trở về nguyên vẹn, mặc dù tôi cho rằng chuyện đó e rằng không thể làm được, dù sao cô vẫn còn phái đùa giỡn 20 người đàn ông, nói xong mấy lời này. Nguyệt Trì huân cúi đầu xuống đọc sách, Gia Minh lại gục đầu trên bàn ngơ ngẩn nhìn ra sân thể dục trong đầu nhớ đến một số chuyện còn có thể cảm nhận được ánh mắt chăm chú của Đông Phương Uyển đang nhìn về phía này. Dĩ nhiên chuyện về Đông Phương Uyển chỉ là thứ yếu lúc này vấn đề đang quanh quần trong lòng Gia Minh chính là ảnh hưởng của hiệu ứng hồ điệp kể từ sau khi hắn sống lại, tại thế giới trước kia, Nguyệt Trì Huân X bị đại bá, bác cả của nàng lừa gạt cảm tình, vào năm sau rơi vào kết cục tự sát bỏ mình đại bá của nàng không chết mà liên hệ với u ám thiên cầm để cố gắng ngăn cản bùi la ra đồng thời cũng muốn đoạt lại nguyệt trì ra kết quả cuối cùng là không ai nhận được chỗ tốt gì cuối cùng u ám thiên cầm không đánh úp được bùi la ra tại nhật bản nguyệt trì ra cũng không thoát được sau đó cao thiên nguyên cũng theo chân nguyệt trì ra tiếp sau nữa chính là u ám thiên cầm viêm hoàng giác tinh mà lúc ấy theo như mình biết Việc kết minh giữa Nguyệt Chỉ Gia và Cao Thiên Nguyên hoàn toàn không thuận lợi như bây giờ mặc dù Thiên Vũ Chính Tắc vẫn cứu Nguyệt Chỉ Huân nhưng lúc ấy Thiên Vũ Chính Tắc vốn là thành viên chủ chốt của Cao Thiên Nguyên đã có bạn gái bí mật là Long Đường Duy dưới sự ảnh hưởng của một loạt. Các nhân tố việc kết minh cũng không thuận lợi. Mà hiện giờ Sở Thiên Vũ Chính Tắc rất nhiệt tình với việc kết minh, sợ rằng ít nhiều cũng bởi vì mình, sau khi mình cứu Nguyệt Chỉ Huân, trong mắt Thiên Vũ Chính Tắc bản thân mình đã trở thành chỗ dựa sau lưng của Nguyệt Chỉ Huân cho dù thực tế không phai vậy thì hắn cũng sẽ rất vui vẻ thúc đẩy chuyện này dù sao đối mặt với Bùi La Gia cũng khiến hắn cảm thấy nguy cơ tương đối lớn mình không phải là kẻ mang chủ nghĩa dân tộc nhưng luôn phải sống trong cảnh hòn tên mũi đạn nên luôn thiếu cảm giác an toàn rất nhiều chuyện đều muốn phòng ngừa chiêu đáo ban đầu bộc lộ ra ở trước mặt Thiên Vũ chính tác xem như là chuyện chính mình cố ý muốn làm suy nghĩ vào thời điểm đó chỉ là nếu có một ngày mình bị các thế lực trong thế giới ngầm này chú ý đến là người Trang Quốc Muốn sinh sống được ở trang quốc thì không thể để cho Bùi La gia phát triển an toàn mặc. Dù vẫn muốn cả đời không phải giao tiếp với những người này thế nhưng vẫn có thể hiểu được câu có bao nhiêu lực lượng thì phải gánh vác bấy nhiêu trách nhiệm, người có bao nhiêu lực lượng thì sẽ đụng phải bấy nhiêu rắc rối. Nếu mình chỉ là người bình thường thì đương nhiên cũng không thể cứu được mẹ con Marilyn, cho dù có cứu được cũng chỉ có thể cho các nàng ở nhờ mấy ngày, nếu như không chết thì cũng không chọc tới mafia giết mười mấy người gì đó. Nếu như mình là người bình thường, lần đó bị bắt cùng với Sasha nói không chừng đã bị đánh chết, cho dù có may mắn chạy thoát cũng tuyệt đối không thể trở lại chém đầu tất cả mọi người, có lực lượng ở cấp độ nào sẽ chọc tới người ở cấp độ đó bản thân mình rất hiểu. Bởi vì tư tưởng phòng ngừa chu đáo này để chịu trách nhiệm về linh tĩnh và xa xạ chính mình đã tham ô 7 tỷ đô la Mỹ của Bùi La Gia cho Kelly Danny Me để có thể có một lực lượng giúp đỡ trong lúc vô cùng khẩn cấp nào ngờ qua qua lại lại hơn 7 tỷ đô la Mỹ này lại khiến cho Bùi La. Gia gà bay cho sửa trái lại còn diệt trừ được một đám tình báo của u ám thiên cầm tiêm hoàng giáp tình mai phục bên trong. Sau đó, mâu thuần cũng đột nhiên trở nên gay gắt hơn chuyện nguyên lại chiều sàng vô cùng ngu ngốc khi nhắm vào du thuyền tinh mộng quán nửa là đê sao ai nhưng ngay sau đó không khí của châu Á đã bắt đầu khẩn trương lên ở một phương diện nào đó thế giới ngầm có thể ảnh hưởng đến quân sự chính trị. Trước mắt đương nhiên không thể công khai đánh nhau, nhưng nếu như sự kiện xung đột giữa các thế lực ngầm lẽ ra phải 10 năm sau mới xảy ra lại bắt đầu từ năm 1998 thì Gia Minh cũng cảm thấy hơi buồn bực bản thân mình cũng chỉ hy vọng có một cuộc sống bình bên một chút cũng không mong đợi. Tình huống như hiện giờ. Quy nạp tất cả các loại khả năng lại rồi tiến hành thôi diễn trên sa bàn cuối cùng hán cám thầy mặc dù quốc an viêm hoàng giáp tinh đã hành động nhưng quá nửa cũng chỉ dựa vào phương pháp bảo thủ để quét sạch trong nước, quy hiếp hải ngoại, vẫn không thể đánh nhau được, mới tạm thời thở phào một hoi. Suy nghĩ về chuyện này cả một ngày, xế chiều tan học mưa vẫn rơi như trước, hôm nay là thứ năm xem ra linh tĩnh đã về nhà nấu cơm hắn chậm rãi thu dọn đồ đạc, đang muốn cầm ô lên rời đi thì đông phương uyển vẫn liên tục nhìn chằm chằm hắn vài ngày đi tới nở nụ cười mê người nàng ngồi xuống trước mặt hắn cô gia minh có việc cần cậu hỗ trợ dạo nàng dịu đàng vô hạn cảm giác hoàn toàn khác với thường ngày nói chuyện với gia minh mình đi trước nguyệt Chỉ huân ở bên cạnh đã thu dọn cặp sách xong khẽ gật đầu chào rồi xoay người rời đi tâm tình đang rối loạn bởi những chuyện quốc gia đại sự kia lúc này lại gặp phải vẻ giả tạo như vậy gia minh không khỏi buồn cười nhìn nụ cười thành khân của đông phương uyển một lát mới thở dài bạn Đông Phương, bạn cười rất hèn mọn mình có thể trực tiếp từ chối hay không, cậu, chương 134. Mặc cả, một cộng hai cậu, nghe thấy tiếng của Gia Minh, nụ cười trên gương mặt Đông Phương uyển cứng ngắc lại, sau đó nàng hít thở một hơi sâu kiếm chế để không nổi giận, sau đó nói, mình không có đùa giỡn với cậu đâu. Thực ra mình cũng không, nhún vai, Gia Minh cười khoát khoát tay, nói, thôi, không nói chuyện này nữa, có chuyện gì không? Vốn là bị những lời nói của Gia Minh làm tức giận đến muốn mắng chửi người, Thế mà chỉ một câu nói không nói nữa, thì những người muốn nói đã lập tức nuốt trở lại vào bụng, Đông Phương Uyển mấp máy hé miệng. "Là vậy, cậu đã biết chuyện sắp kỷ niệm ngày thành lập trường rồi chứ? Ừm, biết rồi có thể mời cậu biểu diễn một tiết mục không? Tốt thôi, ủa, không thể ngờ ra Minh lại có thể thẳng thắn nhận lời vậy." Đông Phương Uyển không khỏi kinh ngạc, lắp bắp, "Ồ, vậy à." "Biểu diễn một lần 600 đồng, khi biểu diễn trên sân khấu sẽ mang mặt nạ." "Hả?" Nhìn dáng vẻ của Đông Phương Uyển, Gia Minh nói với cô ta một cách hết sức chân thành, làm gì nhìn mình dữ vậy đừng tức giận mà. Chúng ta là bạn học với nhau, mình đã giảm giá rồi đấy, bình thường chúng mình biểu diễn ở Lam Điêu, mỗi tháng chúng tôi có 3 ngân đồng, mỗi tuần biểu diễn một lần vị chỉ một buổi biểu diễn là 750 đồng. Xem xét tình hình trong trường chúng ta mình đã giảm giá 20% cho cậu rồi đấy. Nếu cậu học toán không giỏi, thì lấy máy tính ra tính đi cậu xem, 700x 80% là 560.5x 80% là 40 vừa đúng 600 không nào cố gia minh trong một lúc tiếng gào của đông phương uyển vang vọng khắp trong ngoài lớp học một số bạn học còn đang thu dọn đồ đạc chưa trở về nghe thấy điều kinh ngạc quay đầu nhìn lại ngay cả những người đang đi ngoài hành lang cũng ngừng bước nhìn vào cảnh tượng trong phòng đông phương uyển trước nay luôn mạnh mẽ cố chấp đang đập bàn đá ghế đứng đậy còn bạn gia minh trước nay vốn yếu ốt nội tâm bị dọa đến ép sát vào ghế tựa gương mặt có chút run sợ hít lại hai hơi đông phương uyển nhớ lại dự tính ban đầu mới kiềm chế cơn thịnh nộ của mình xuống nói tới cũng hơi kỳ lạ đối với người ngoài, lúc nào nàng cũng có thể bình tĩnh lạnh lùng mà kiêm chế cảm xúc của mình, chỉ duy có ở trước mặt Gia Minh, nàng lại cứ phát hỏa hết lần này tới lần khác. Nói cho cùng, có thể là đo nàng biết rằng ẩn giấu dưới cái vẻ ngoài hết sức tầm thường của Gia Minh là một phẩm chất vô cùng đặc biệt xuất sắc vì thế mà xem hắn và những người khác không như nhau, cậu, cái gì cũng lấy tiền ra nói sao. Đông Phương Uyển cố hạ thấp giọng, ngồi xuống ghế và nói như nghiến răng nghiến lợi, cậu thực sự thiếu tiền đến thế ư, mình chỉ muốn lấy phần mà mình đáng được hưởng mà thôi, đối diện với Đông Phương Uyên đang nổi giận đùng đùng ghé đầu sang đây, Gia Minh hơi lùi về phía sau. Chút tiền đó so với quỹ lớp cũng không đáng bao nhiêu mà, cậu đừng mơ, Đông Phương Uyên chống hai tay lên bàn trầm giọng nói, mình không bao giờ tiêu tiền quỹ lớp cho những việc thế này, nếu như cậu thật sự cần tiền, mình sẽ đưa anh nghìn đồng. 6 vạn đồng thậm chí 60 vạn đồng mua luôn cả cậu luôn thì đã sao, cậu không thể vì lớp làm chút việc sao? Bán mình thì lại là giá khác, Gia Minh nở nụ cười e dè cậu đừng có qua đây mọi người đang nhìn chúng ta đó. Đông Phương lộ thở hát ra lật đật quay đầu nhìn lại quả nhiên thấy mọi người đang nhìn về phía này lập tức mặt đỏ lên, hừ, nhưng nói chung, mình sẽ không lấy quỹ lớp ra đâu vậy thì không cần nói chuyện nữa mình thật không hiểu nổi, quay nhìn lại ra mình lúc này đang thu dọn đồ đạc, Đông Phương ngợi hỏi tiếp. Rõ ràng cậu không thiếu tiền, tại sao cứ làm ra bộ dạng thế này, lần trước kêu cậu tham gia đội bóng rô cũng vậy nếu cậu không thích thì thẳng thường từ chối không được hay sao? Vì sao phải làm bộ xem thời gian để tính tiền, cho dù kỹ năng chơi bóng của cậu hơn cả Jordan, bọn họ cũng sẽ không để cậu đi vào nhóm nữa. Cậu biết tôi không thiếu tiền ư, ừ, lướt nàng một cái. Gia Minh nói tiếp, Minh nói rồi đó là phân mà mình đáng được nhận. Cậu đương nhiên không thiếu tiền rồi tiền mà Hoàng gia đưa cho cậu đã rất đủ dùng rồi. Hơn nữa Diệp Linh Tĩnh và Liễu Hoài Sa cũng không cần cậu nuôi bọn họ. Bọn họ không phải là loại người đó, ai trong số bọn họ cũng không phải bạn gái cậu. Diệp Linh Tĩnh không phải, hay là Lưu Hoài Sa, tất cả đều không phải. Ngữ Âm giọng nói tuy rằng không cao nhưng nội dung trong nó lại mang tính chấn động, nhìn thấy Gia Minh đột ngột dừng tay lại, Đông Phương Uyển biết mình đã nói trúng tâm điểm, cười cười đứng dậy, rồi với Gia Minh bốn bắt trực diện, cậu biết gì chứ, thử xem gia bị mình nói đúng rồi phải không, mình nói là Diệp Linh Tĩnh và Lưu Hoài Sa đều không phải bạn gái của cậu tuy rằng bọn cậu sống chung với nhau, nhưng thật ra cậu chỉ là bình phong cho bọn họ, quan hệ giữa bọn cậu thật ra cái gì cũng không phải, Gia Minh gật gật đầu Chúng tớ đương nhiên là không có chuyện gì rồi chúng tớ chỉ là bạn bè thôi rồi giả bộ còn cố giả bộ sao. Đông Phương Uyển cao ngạo hất cằm lên, rồi sau cười cười nhìn ra phía ngoài giảng đường, nói, xem kìa, cô nhã hàm tới tìm cậu kìa, nghĩ kỹ chưa, nói chung là mình sẽ không trích quý lớp đâu. Vậy thì hết cách cầm lấy túi sách, Gia Minh thở ra một hoi, nói, 600 đồng một lần, làm thì làm không làm thì thôi, cậu. Nhìn thấy Gia Minh mang theo túi sách đường như không chút để ý gì đi ra, Đông Phương Uyển tức giận rậm rậm chân, con muốn nói thêm câu gì nhưng gương mặt cô nhã hàm đã xuất hiện ở cửa kêu lên cố gia minh em mau ra đây cho cô có phải hôm qua em lại đi học trễ nữa phải không xin lỗi cô nhã hàm lần sau em không đám vậy nữa em lúc nào cũng nói thế cả lần này nếu em không nói rõ ràng với cô thì học kỳ này em đừng nghĩ tới chuyện thi cuối kỳ xin lỗi cô nhã hàm lần sau em không đám vậy nữa đâu trong cơn mưa phùn từng tốp học sinh ngắm nhía về phía bên này trong trường cô giáo trương nhã hàm nổi tiếng nghiêm khắc mà thực ra còn liên quan đến cả lực ảnh hưởng của gia tộc rất nhiều con cái của những gia đình giàu có thế lực cũng không dám không nghe lời nàng. Nếu như bị vị cô giáo Trương Nhã Hàm này tìm đến tận cửa thăm hỏi một lần, đối phương cản bản là sẽ mất đi một. Vài mối làm ăn, chẳng qua, trong mắt những người khác, một năm trở lại đây nàng cũng đã thực sự gặp phái tình huống đau đầu chính là vì cái tên Cố Gia Minh đang ở trước mặt này đây. Cũng ở trường gần một năm rồi ấn tượng mà Cố Gia Minh đem đến cho mọi người là cái vẻ cô độc lạnh lùng mà cũng không từ thủ đoạn để đạt tới mục tiêu của hắn. Từ khi mà hội bóng rổ mời hắn gia nhập, hắn lại đưa ra yêu cầu phải trả chi phí thì cái nhận xét ấy đã được thêm một mục mới. Sùng bái đồng tiền, thế nhưng, mặc dù hắn bị mọi người chỉ trích nhiều như vậy thì vẫn có một điểm mà ai nấy không thể không không phục hắn, chính là hắn là một thằng cứng đầu hết lần này tới lần khác phạm lỗi và luôn không để cô giáo nhã hàm trong mắt. Cũng một năm rồi, cái bàn này cũng đã diễn ra trên hành lang rất nhiều lần, nghỉ học, trốn tiết, về sớm, ngủ gật trong giờ học, bạn gia minh của chúng ta luôn không phạm sai lầm lớn sai lầm nhỏ thì lại vô vàn vì vậy thường bị cô nhã hàm gọi tới khiến trách nhưng cho dù cô nhã hàm có trách bằng thế nào gia minh trước sau chỉ cúi gầm mặt ra vẻ thành khẩn hối lỗi xin lỗi cô nhã hàm lần sau em không dám vậy nữa câu này đã nói đi nói lại nhiều lần nó cũng như một câu kinh kệ hay thần chú gì đó bị niệm nhiều quá tự nhiên cũng hết tác dụng mà từ thực tế có thể thấy cô giáo nhã hàm đối với mọi việc trong trường học thì luôn có biện pháp lại chưa từng làm gì được thằng cứng đầu này trừ hai huynh muội đông phương đã từng điều tra là có hiểu biết chút ít mờ ám trong mối quan hệ giữa hai người những người còn lại ai ai cũng ngưỡng mộ nhìn tất cả sự việc đang phát sinh lần này cũng không ngoại lệ sau en câu xin lỗi cô đi đến chỗ không có ai hết nhã hàm mới nhỏ giọng hỏi lúc này em và đông phương uyển làm cái gì vậy hai vợ chồng cãi nhau à ừm không sai gia minh cười cười gật đầu không một chút xấu hổ thừa nhận ngay nói vợ chồng em cãi nhau vì cái gì nhã hàm mở to hai mắt trước đây em có xem qua một loại thuyết pháp cảm thấy vô cùng chuẩn xác chị xem hôm nay trời mưa này thì có liên quan gì đâu trời đổ mưa em đoán chính là đo ngọc hoàng đại đế đang khóc nhất định là hôn nhân của ngài và vương màu nương nương không có hạnh phúc mà cái sự không hạnh phúc này có thể có hai khả năng thứ nhất vương màu nương nương đi rồi thứ hai là vương màu nương nương không chịu đi chị thử đoán xem em và đông phương uyển là thuộc loại nào thôi đi liếc nhìn xung quanh không có ai nhã hàm vung chân đá một cái về phía gia minh những bóng nước bay lên bám vào ống quản hắn còn dám đùa giỡn nữa sao mau nói đi ừm cô ta muốn em tham gia biểu diễn trong ngày kỷ niệm thành lập trường chị đoán em sẽ không nhận lời phiền phức gia minh thản nhiên nói nhưng mà hình như cô ta biết được bí mật gì đó tuy là không đúng lắm nhưng em cảm thấy rất thú vị đây à mà chị dám nghênh ngang tới tìm em như vậy có phải bên phía hướng nghị đình xây ra chuyện gì hay không không phải chuyện hướng nghị đình mà là trong nhà của chị bọn họ bắt đầu hỏi về lai lịch của giàn tố ngôn chị dựa theo cách lần trước em chỉ trọ nói chung là đều không biết, nhưng mà nghĩ phải đem chuyện này nói với em đã. Đúng rồi, em mỗi lần hóa trang thành giản tố ngôn đến tìm chị chị đều nói theo sự thật đấy hơn nữa chị cũng nói thẳng hết chuyện của Nghị Đình. Cha chị nói, nếu em cũng đã tham dự vào thì tạm thời cứ giúp Nghị Đình cai ma túy, sau này cha chị sẽ giúp đỡ thương lượng với hoàng gia. Ừm thế cũng tốt ra mình gật đầu cười, cùng nhau bàn về những chỉ tiết nhỏ về giản tố ngôn, hai người đứng hẹn hò hồi lâu ở một góc ký túc xá mới chịu chia tay nhau, gia minh cầm cây dù đi ra phía ngoài còn nhã hàm thì quay xuống bãi đậu xe chuyên dành cho giáo viên ở phía dưới. Vừa bước ra khỏi cửa, đã nhìn thấy Đông Phương Uyển đứng chờ bên cạnh cái xe cũ kỹ, lúc nãy trong phòng nhìn thấy Gia Minh nên không chú vì lúc này mới thấy nàng mặc áo thời trang mùa xuân màu trắng sữa, Phái lông cửu màu tím nhạt lộ ra vẻ rất xinh đẹp uyển chuyên, thoải mái phóng khoáng, Đông Phương Uyển chào trước. Cô Trương à em tìm Gia Minh hả, hắn đã đi rồi không có ở đây với cô không, em tìm hắn làm gì chứ, lấy tay vuốt về tóc mai hai bên trán Đông Phương Uyển cười nói, em đến là để kiếm cô thôi vừa rồi đến phòng làm việc tìm cô nhưng cô không có đó em đành ở đây đợi cô hạc đúng vậy cuối tuần trước em và hai người bạn học gặp gỡ một việc là một người tên gọi giản tố ngôn đã cứu bọn em em rất ngưỡng mộ chị tố ngôn đó nghe nói chị ấy là bạn của cô cho nên muốn biết nhiều hơn về chị ấy đông phương uyển hơi khom người ánh mắt chân thành trong sáng nhã hàm thì hơi há to miệng ngưỡng ngưỡng mộ giản tố ngôn chúng ta có thể tạm thời xem nơi này như một thế giới song song Hạ tuần tháng 4 năm 1998 người ta đã tìm ra manh mối được cho là nguyên nhân của cơn bão tài chính vốn không nên xuất hiện. Từ góc độ người đứng ngoài xem có thể thấy, vốn đầu tư đưa vào trong năm 91 là một hòn đá làm khơi dậy rung động, sau đó làm rối loạn rất nhiều trình tự vốn có của thế giới này, cuối tháng 4 năm 1998. Việc hoàng giác tinh của Trung Quốc bắt đầu có tiếp xúc mang tính tham dò với cao thiên nguyên của Nhật Bản khiến bùi la gia lo lắng, u ám thiên cầm của châu Âu vui mừng, phối hợp với xu thế của cơn bão tài chính thế cục tại châu á bắt đầu trở nên khẩn trương là một tổ chức sát thủ với tầm cỡ thế giới bùi laza bắt đầu tiến thêm một bước co rút lực lượng của mình về châu á cùng lúc đó tổ chức với công nghệ cao là trí tuệ thiên quốc của bắc mỹ liên minh dị năng tạo vật kỵ tích thậm chí cả hải ngạn cổng hiến của nam mỹ đại thư bảo hộ gia đồng minh của châu úc đều có xu hướng tiến vào trạng thái nhìn như hoạt động mạnh nhưng thực ra lại chỉ là quan sát để mọi chuyện mở rộng ra trên thực tế lúc này các thế lực ngang tầm với nhau đều duy trì thái độ khắc chế lẫn nhau Viêm Hoàng Giác Tinh hy vọng dùng ưu thế để làm cho Bùi La Gia kinh sợ phía Bùi La Gia cũng hết sức thu liễm giữ vững trạng thái mâu thuẫn giữa hai bên như trước đây. Mà trong khoảng thời gian ngắn như vậy một nhân vật vô cùng mấu chốt trong cơn bão sau này lúc này lại đang thu liễm bản thân, hưởng thụ cuộc sống thanh thản giữa trận mưa phùn. Đương nhiên, có lẽ cuộc sống nhà nhã đạo chơi như vậy mới là cái nồi để tạo nên một cơn gió lốc tốt nhất nguy cơ tài chính, giá hàng hóa tăng lên người lao động thất nghiệp, còn nữa lũ lụt. Lần trước mua mới có 26, Lần này đã là 28 vừa rồi mình vẫn luôn nghĩ, chúng ta thử dùng túi bảo quản xem sao, ngồi xuống ghế salon lấy hộp áo mưa sọc xanh đỏ từ trong túi ni lông ra thiếu niên có tài khoản mấy tỷ đô la Mỹ trong ngân hàng Thụy Sĩ ra về than trách cuộc sống khó khăn. Những ngày này quá khó khăn, sau đó nhận được sự khinh bi, không muốn sống cùng chị em chúng mình thì lăn qua một bên mình và linh tĩnh có thể sống với nhau cả đời, bước ra từ phòng bếp, xa xa đoạt lấy hộp áo mưa kia rồi cười nói. Mình mới không cần sống cùng hai cậu đó nếu như ra mình không quan tâm đến mình mình có thể lập tức tìm một người xứng đôi để gả, dù chết cũng không thể làm bà cô quá, bưng món ăn đi ra, linh tĩnh lập tức làm kẻ phản bội, xa xa cuột miệng chừng nào một lát rồi kháng nghị, linh tĩnh, cậu quá đáng giận, quên cả tình nghĩa bách hợp bao năm qua của chúng ta rồi sao? mươi 135, những thứ quan tâm cậu mới là bách hợp đó là cậu cường bọn mình, đáng thương cho một cô gái nhu nhược như mình, mỗi ngày đều bị hai vợ chồng các cậu thay nhau tàn phá, nấu cơm cho các cậu, còn phải lên giường cùng các cậu, lau khô tóc đi bên ngoài trời mưa, đừng để bị cảm lạnh. Nói được một nửa, Linh Tĩnh ném chiếc khăn lông khô lên đầu Gia Minh rồi quay trở lại phòng bếp, xa xa ẩm ý đuổi theo sau, đứng lại, không được trốn tránh, giúp mình rửa mấy cọng hành kia rồi cắt ra, ừ, nghe âm thanh từ phòng bếp truyền ra. Gia Minh cười rồi lấy khăn lông lau khô nước đọng trên tóc sau đó cất những thứ vừa mua về vào trong tủ hộp áo mưa kia thì để vào đầu giường lớn trong phòng ngủ lấy gối đầu che lại, tin tức trong tì lại vang lên, xét thấy trong 3 tháng này các tỉnh phúc kiến. Quảng Đông, Hồ Nam liên tục xảy ra lũ lụt nguy hiểm cục khí tượng quốc gia và ngành thủy lợi dự đoán rất có thể năm nay sẽ xảy ra thiên tai lũ lụt lớn nhất trong vòng 20 năm hoặc thậm chí là 100 năm trở lại đây. Đề nghị tất cả mọi người dân phải nhanh chóng chuẩn bị tốt cho việc phòng chống lũ lụt, phóng sự do, cánh bướm có thể thay đổi hành động của con người trong phạm vi lớn nhưng rốt cuộc cũng không thể thay đổi được diễn biến của tự nhiên, năm 1998 lũ lụt đúng hẹn ập đến. Chuyện không liên quan đến mình, trong lòng nghĩ vậy, Gia Minh chuyển kênh truyền hình. Sáu giờ tối cũng chính là thời gian cao điểm của một số kênh truyền hình. Trong ti đang chiếu mèo và chuột, Tom và Jerry bận rộn truy đuổi huyên náo, ra mình ngồi trên ghế salon nhàm chán xem. Một ngày chủ nhật viên tĩnh, mưa phùn liên tục, vô cùng vô tận phủ xuống mỗi một góc trên thế giới. Có lẽ cũng vì như thế nhìn vào ánh đèn vàng qua khung cửa sổ của mỗi nhà, người đi đường mới lộ ra vẻ ấm áp và bình yên như thế chẳng qua, từ ban đêm bắt đầu không khí an bình này bắt đầu có chút thay. Đổi, không bán, nói không bán là không bán các ngươi không cần nói nữa, nhất định không bán. Giọng nói oang oang mang theo chút sắc bén hệt như có người dùng bạo lực để mua bán vấn đề ở chỗ. Chủ nhân của giọng nói chính là một người đàn ông trung niên, nghe thấy giọng nói ở cách vách, ba người đang đùng cơm liếc nhìn nhau. Lại tới nữa, không lộ sao, cửa nhà bên này cũng bị gõ, xa mình buông bát đũa đi ra mỡ cửa hai người mặc đồ tây bị mưa ướt hơn nửa đang đứng bên ngoài, ha <laughs> ha chào cậu, xin lỗi lại quấy giày, tôi là người của công ty thiết kế và xây đựng hương thịnh, chuyện lần trước đã nói xin hỏi các cậu đã liên lạc với chủ cho thuê nhà chưa? À liên hệ rồi, Gia Minh gật đầu, nói, bà ấy cũng nói như những người bên cạnh, con mẹ nó không bán là không bán, ha ha, tiên sinh thật sự quá hài hước, vậy thì xin chào. Người mặc đồ tây nói xong, nhìn qua linh tĩnh và xa xa đang ở trong phòng rồi quay đầu đi, thực ra ba vị vẫn còn là học sinh phải không? Đúng vậy, ba người chúng tôi là bạn tốt nên ở chung một chỗ, có chuyện gì sao? Gia Minh thành khân cười. Ồ ờ, là thế này, bởi vì quanh đây chuẩn bị xây dựng lại, gần đây người đi đường nhiều, người xa lạ cũng rất nhiều, bên này vốn đã không ổn định, hiện giờ sợ rằng sẽ càng thêm hồn loạn, nếu như ba vị là học sinh thì hy vọng nên sớm thuê một cho khác đi. Cậu cũng biết đây ba vị đều là hy vọng trong tương lai của đất nước, ha ha hai vị tiểu thư bên trong lại xinh đẹp như vậy nếu như gặp phải chuyện gì không may vậy thì, đúng, đúng vậy chúng tôi cùng chuẩn bị chuyển đến nơi khác đó, cười đến rực rỡ như ánh mặt trời ra mình rất tán thành, cợt đâu nói mọi người đều nói nơi này sắp bị phá bỏ và di rời an ninh không được tốt lắm chúng tôi đang định chuyên vào ở trong trường học thủ tục xin vào cũng đã làm gần xong rồi vậy thì tốt hẹn gặp lại à vẫn muốn phiền cậu liên hệ giúp với phía bên chủ nhà cảm ơn nhiều không cần cảm ơn đây là việc thành viên đoàn thanh niên cộng sản như tôi phải làm dõi mắt nhìn hai người đi xuống lầu một nhóm người trong tiệm game cũng đi ra ngoài sau đó mấy vị đại ca ở xung quanh đi lên chào anh thủy anh hoa ừ a minh bọn họ nói gì uy hiếp bọn em sao một chút thôi, thành thật mà nói thật sự cũng hoi đáng sợ, các anh biết đó em thì không sao nhưng Linh Tĩnh và Hoài Sa ô, vào trong ngồi đi bọn em đang dùng cơm ăn xong rồi chứ. Trong lúc nói chuyện, Linh Tĩnh và Sa Sa cũng lên tiếng chào hỏi mấy người ngoài cửa. Mấy người vẻ mặt vốn rất hung ác lập tức tươi cười đáp lại, sau đó khoát tay nói, không cần không cần A Minh, Linh Tĩnh, Hoài Sa các em cứ yên tâm chỉ cần các em vẫn còn ở nơi này một ngày thì không cần phải sợ bọn họ mọi chuyện cứ giao cho bọn anh. Đương nhiên nếu như thực sự xảy ra xô xát khoảng thời gian này chỉ sợ cũng rất không ổn định không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất nếu như có chỗ nào để đi anh đề nghị các em nên tránh qua đoạn thời gian này rồi hãy trở lại dù sao đàn ông như chúng ta thì không sao chỉ sợ hai cô bé linh tĩnh và hoài Sa sẽ gặp chuyện không may anh cũng đưa em gái anh đi nơi khác rồi đương nhiên là chắc chắn anh sẽ không bán nhà để xem bọn họ ai làm gì được ai lúc này ba người cũng đã ra cửa đứng gia minh cười gật đầu cảm ơn linh tinh nhìn nghiêng qua mặt gia minh nhớ lại bản lĩnh của hắn liền không khỏi nhếch miệng cười, mở miệng nói, cảm ơn anh Thủy Anh Hoa, xa xa dựa vào cạnh cửa nói. Các anh thôi đi không cần già bộ lưu manh trước mặt em, còn lo lắng thay bọn em nữa chứ, em cảm thấy tốt nhất là các anh nổ phí bảo vệ cho em, buồn tiểu thư bảo vệ mọi người, bảo đảm vĩnh định bang không dám tới đây gây chuyện. Mặc dù vẫn dịu ngoan trước mặt Gia Minh, nhưng khi nói chuyện với người ngoài, xa xa vẫn luôn có khí thế như một chị cả, đám người ở đối diện này chưa tính là xã hội đen có máu mặt nhưng cũng là loại người nhiệt huyết sôi trào đã quen thói lưu mạnh hơn nữa xa xa, xa rất xinh đẹp vóc người cũng vô cùng cân đối mọi người vẫn thường xuyên nói đùa lúc này cũng nở nụ cười ha ha đúng vậy có chỉ cả hoài xa ở đây vĩnh thịnh băng có là thứ gì chứ chẳng qua đàn em như chúng em cũng không thể mãi được chị cả bảo vệ chuyện lần này giao cho chúng em đi chị cả yên tâm chúng em sẽ không để chị cả phải mất mặt ha ha như thế còn được có việc gì cần hỗ trợ nhớ phải gọi đó tán gẫu thêm vài câu ở cửa xong, nhóm người kia xoay người rời đi, hai người mặc đồ tây kia vẫn gõ cửa từng nhà nói về chuyện bán nhà, vừa đóng cửa lại. Xa xa đã nhíu mày lại, thật quá đáng, rất nhiều người làm bất động sản, chưa từng thấy có người như vậy vừa mới thông báo muốn mua nhà mấy ngày đã bắt đầu uy hiếp người ta, ra mình, cậu nói xem để cha mình tới giải quyết những chuyện này có được không, chẳng qua có vẻ cũng không được. Khu vực sắp bị giải phóng xung quanh học viện Thánh Tâm này vốn thuộc về địa bàn của Vĩnh Thịnh Bang, Mặc dù trước mắt Sa Tú Bang và Vĩnh Thịnh Bang đang xung đột với nhau, nhưng dù sao khu vực này đã thành hậu phương của Vĩnh Thịnh Bang, nhưng nếu như Sa Trúc Bang cũng nhúng tay và sợ rằng hai bang phái sẽ toàn diện liều. Mạng người chết ta sống với nhau, loại xung đột với quy mô lớn giữa các thế lực xã hội đen thế này cảnh sát sẽ xem như làm loạn rồi chán áp. Gia Minh cũng chỉ cười, rất lâu sau mới nói, linh tĩnh, xa xa, mình nghĩ, cho dù thế nào mình cũng không hy vọng có chuyện gì xảy ra với các cậu. Lúc này giọng nói của Gia Minh đo dự vẻ mặt cũng hơi khó khăn, đối với hai cô bé mà nói khi đối mặt với chuyện lớn nếu không phải ngụy trang. Rất ít khi Gia Minh thể hiện ra nét mặt như vậy, linh tĩnh gật đầu, ý cậu là chúng ta nên chuyên đi sao, không, chúng ta ở nơi này rất tốt ý mình là. Quan sát gian phòng một vòng xong Gia Minh gật đầu nói, các cậu cũng biết đến mình từng trải qua huấn luyện sát thủ, mình có nhược điểm mà hiện giờ lại có người dùng ở dùng các cậu đê uy hiếp mình. Mặc dù có lẽ hắn không biết hậu quả sẽ thế nào nhưng lúc này mình rất tức giận, Ý mình là mình biết đây không phải là thói quen giải quyết vấn đề tốt mà phương pháp của mình có thể không được các cậu chấp nhận, mình muốn giết người. Chương 136 Tươi cười thành khẩn, một cộng hai trời đã hoàn toàn tối, đèn đường đã sáng lên cơn mưa bụi thỉnh thoảng xẹt qua trong luồng sáng rồi rơi trên mặt đất từ trong phòng của một căn hộ bình thường có hai tên thanh niên bước ra, bộ quần áo tây của hai tên này đã ướt sũng, đầu năm nay muốn lẫn vào xã hội đen kiếm văn quá. Thật là không dễ dàng, lương tử, nhớ kỹ căn nhà này nó sẽ bị cưỡng chế vài hôm nữa sẽ có người tới đập nhà bọn họ. Mở dù ra, người nam đi đầu nói tên còn lại gật đầu. Nhà số 54 em đã nhớ kỹ, chỉ ca trời đã không còn sớm nữa chúng ta khi nào thì đi ăn cơm. Ha ha ăn mày chỉ biết ăn thôi, nếu như lúc chưa không phải vì việc này thì chúng ta đã sớm làm xong việc. Đừng tưởng rằng ra ngoài lăn lộn rất dễ dàng, đầu năm nay muốn lên chức thì không thể dựa vào độc ác mà phải dựa vào đầu óc hơn nữa phải chuyên nghiệp, chúng ta bây giờ không phải là xã hội đen, chúng ta là công ty kiến trúc, đi thôi, còn gần một nữa, làm xong việc về báo cáo với đại ca lúc đó tha hồ mà ăn, sửa sang lại quần áo một chút, người gọi là trí ca băng theo túi hồ sơ qua đầu lại nhìn một lần. Thật là, tính là hôm nay sẽ thu hết tiền phòng của nhóm đầu tiên trong danh sách, ai ngờ sắp 8 giờ tối rồi mà vẫn chưa xong. Thế nhưng trí ca chúng ta bây giờ mỗi ngày đều chạy tới chạy lui thế nhưng vẫn bán được rất ít phòng, nếu như trước đây thì tốt biết bao một cú điện thoại gọi anh em tới làm loạn một trận là xong ngay, ha ha. Mày nghĩ mọi việc có thể giải quyết đơn giản như vậy ư, ừ, lắc đầu một cái, Chí Ca nói. Thông báo cho mọi người theo kế hoạch mà dọn nhà, những ngôi nhà thu mua giá thấp của chúng ta sắp được thông qua rồi, kế tiếp là thiếu nợ tiền lương của nông dân, chờ khi kiếm được tiền thì mọi việc sẽ được giải quyết. Nếu như bọn ta đưa người đến gây rối thì tao đảm bảo mọi người phải ở đây chém giết tới mức máu chảy thành sông, đến lúc đó thì cảnh sát tới, báo chí cũng không dám giấu giếm việc này, đến lúc đó mọi việc không thể kiểm soát được nữa, mày phải nhớ kỹ không được làm bừa. Nếu không muốn phản hiệu quá thì trước tiên chúng ta phải biểu hiện thành ý của mình. Hiện tại chúng ta mỗi ngày đều đến thăm một lần để cho bọn họ thấy được thành ý của chúng ta, sau đó để cho bọn họ biết được bối cảnh sau lưng chúng ta, chuyện đám người ở phòng trò chơi Lý Na tuy rằng họ nói rất hùng hô thế. Nhưng trên thực tế là không làm gì được bởi vì họ biết bối cảnh của chúng ta, nơi này là nhà của bọn họ nếu như không cần đánh nhau thì bọn họ nhất định sẽ không lựa chọn đánh nhau, nếu theo lời mày tìm người đến gây rối thì bọn họ, hắn cười nắm hai tay lại, bọn họ sẽ tập hợp lại với nhau nếu bọn họ tập hợp lại thì mọi việc sẽ không dễ làm nữa những người này khi gặp việc lớn thì thường không có chủ kiến trong đám người đó người có thể ảnh hưởng tới người khác không nhiều lắm khi có đánh nhau thì bọn họ sẽ đi đâu người khác thì nhìn theo họ sau đó chúng ta chỉ cần tiêu diệt những người này là được rồi oa a chí ca trường đại học ở nước ngoài có dạy chương trình học làm xã hội đen nữa ư lương tử sùng bái nhìn hắn ha ha nếu như không phải là trước đây cha tao đi vào thì tao cần gì phải làm mày nghĩ tao thích làm xã hội đen à chí ca cười lớn nói. Nhưng mà khi gia nhập cảm giác quá thật là rất tốt, đại ca cho tao đãi ngộ rất tốt, có chuyện gì thì cũng có các anh em hỗ trợ, ta nghĩ hóa ra là những thứ mà tao học vẫn có thể sử dụng khi làm xã hội đen ha ha, lương tử, bọn mày bình thường còn dám nói là đọc sách vô dụng nữa không? Bọn em ở trong nước, Chí ca thì từ nước ngoài về, đương nhiên là suy nghĩ khác nhau rồi, Chí ca lão đại chưa từng đối xử tốt với ai như là anh đó, tất cả mọi người đều nói vĩnh thịnh bang sau này là do Chí ca làm chủ, cái vỗ mông ngựa này cũng coi như là khéo. Chí ca nỡ nụ cười, ngay lúc đó điện thoại đi động văng lên ở đầu dây bên kia truyền tới một giọng nói rất nặng nề. À, anh hùng ca anh tới rồi sao? Ừ là con đường này bọn em đã thu từ nhà số 30 tới nhà số 57. Vâng vâng, giấy phép phê chuẩn đã lấy được, đương nhiên là phải phê chuẩn. Vâng, để cho bọn họ càng loạn càng tốt nhưng mà phải chú ý chỉ phá một nửa thôi cho hai chiếc xe nâng làm ra tiếng động thật lớn. À thấy được rồi thấy các người rồi. Hai chiếc xe nâng từ con đường bên kia xuất hiện, hơn 10 người trẻ tuổi cầm du chạy tới hai người mặt Tây Trang cũng đi tới rồi gọi anh hùng ca sau đó bắt đầu nói chuyện, làm gì mà lây vậy còn tưởng rằng các người đã làm xong, ai ngờ vẫn nhờ đến bọn này hờ, để xem bọn họ đánh chống đối nữa không. Ha ha, bọn họ nào đám, xe nâng tới rồi là tốt rồi làm cho nó phát ra tiếng động lớn một chút, địa điểm là những cản nhà ở hai con đường phía trước, chúng ta này còn gần một nữa mọi người cùng đi đến đó chúng ta nhiều người thì dễ nói chuyện hơn nhiều, khi làm xong thì tôi mời mọi người ăn tối. Vậy là tốt rồi tôi đặt chỗ trước, cái quán ăn bên này ăn rất ngon trong tiếng cười đùa hai chiếc xe nâng từ từ tiếng tới khi làm sập căn nhà mà người đầu tiên đời đi thì bức tường của cả nhà hai tầng bên cạnh giống như là giấy mỏng ầm ầm sập xuống hơn một nửa bức tường đổ xuống xe nâng đập một cái sau đó lại nâng lên thật cai hùng hăng đập xuống một lần nước sau khi tiếng động vang lên thì ở những cửa sổ cửa phòng của các nhà bên cạnh liền nhô ra rất nhiều đầu người trong màn đêm họ nhìn thấy rõ ràng một màn vừa mới diễn ra Vĩnh Thịnh Bang sở dĩ muốn phát triển ở chỗ này vì trước đây không lâu bọn họ đã mua một bộ phận không nhỏ đất đai ở nơi này lúc này bọn họ khởi công xây nhà chính là cho những hộ dân xung quanh cảm thấy áp lực. Chí ca và lượng từ chạy tới cuối con phố bắt đầu thuyết phục những người chủ thuê nhà tiếp theo, khi chưa đi được xa thì hai người bị vỗ vai khi quay đâu lại họ thay một thiếu niên có bộ dạng nhút nhát mà họ thấy ở trong phòng trò chơi đang chạy tới trong tay còn cầm một cái ví tiền. Ách khi em vừa mới ra ngoài thì thấy túi tiền này nằm trên mặt đất em đoán là của các anh các anh xem coi có phải không, ân. Cái này, nó là ví tiền của tôi, tôi để nó ở trong túi áo ngoài. Chí ca nghi ngờ sờ sờ túi tiền, sau đó nhận lấy, nói. Em xem đây là thẻ chứng minh nhân dân của anh cảm ơn nhiều. Người anh em, vỗ vỗ vai hắn một cái hắn nhìn về phía người thiếu niên thế của rơi mà không tham trước mặt này có chút thiện cảm. Được rồi cậu em cậu nhìn bên kia bọn tôi đang bắt đầu tháo rỡ đừng quên nói cùng chủ nhà của mình một tiếng đó. Còn nữa, chúng tôi đã có kế hoạch thi công, đại khái là khoảng 20 ngày sau sẽ bắt đầu tháo rỡ đại quy mô cậu mau về bàn với chủ nhà đi được em biết rồi tạm biệt a à, vỗ vỗ nước mưa trên tóc thiếu niên phất phất tay sau đó quay đầu chạy về phía phòng trò chơi trí ca phất phất tay nói hắc không nhặt của rơi rất có lễ phép năm nay người như thế không có nhiều ta chỉ gặp được người như vậy trên sách vở mà thôi lương tử một bên cười đến dâm loạn nhưng mà hai cô bé đi cùng với nó rất tuyệt em đã thấy hai lần một người thì dịu dàng một thì nóng bỏng này xã hội đen cũng phải nói đạo đức người ta dù sao cũng đã đưa tiền cho mày mày đừng có làm mấy cái chuyện đó Chí Cang nghiêm khắc nói, sau đó hắn cũng cười, đương nhiên, nếu như bọn họ vẫn không chịu, ha ha. Bất quá khả năng của tao cũng không lớn tiểu tử kia xem ra rất non đọa một cái chắc chắn là quay đầu bò chạy, ngay lúc bọn họ cười cười nói nói, không ai thấy được người thiếu niên khi nảy nỡ một nụ cười, khi vào bên trong, linh tĩnh đang ở trong nhà là bài tập. Xa xa thì từ trên ban công chạy xuống, trong tay còn cầm một cái kính viễn vọng, khuôn mặt cô có chút hung phấn, thành thật khai báo vừa rồi cậu làm gì mình thấy cậu đưa ví tiền cho hắn, nói ví tiền ở đâu ra, Gia Minh liếc mắt, cười nói, làm bài tập đi phụ nữ thì cần gì biết thứ này. Này thành thật nói ra đi, xa xa đá hắn một cước sau đó ngẩn đầu lên trừng mắt, linh tĩnh cùng quay đầu sang, nói, nhớ đùng khăn lau nước trên người đi, cậu không thể để cho nước trên người làm ướt sàn nhà đâu đó. Linh tĩnh, cậu đừng có ngắt lời, cậu không hiếu kỳ ư tớ bây giờ còn chưa biết Gia Minh biết được những gì nữa, nói cho tớ biết đi, Gia Minh, Gia Minh, Gia Minh ca ca, Gia Minh lão công lão công lão công lão công lão công nói đi nói đi xa xa giống như ong mật liều mạng bám xính gia minh tới cuối cùng gia minh không nhịn được nữa để khăn xuống cười đầu hàng được rồi tớ sẽ nói cho cậu biết một thứ tớ cũng không có làm cái gì cả tớ chỉ đặt hai cái dụng cụ theo dõi lên người bọn họ để xác định vị trí tránh việc sau này khó tìm là đặt ở trong ví tiền ư được rồi ví tiền ở đâu ra khi chạm vào vai bọn họ thì dụng cụ theo dõi đã được đặt lên ví tiền là đo tớ trong nháy mắt đó trộm được cậu không thấy sao không chú ý sa sa mở chừng hai mắt một lát sau cô chạy vào trong phòng ôm vai linh tĩnh cười nói thật là lợi hại à linh tĩnh nếu trong tương lai bọn mình không có tiền thì có thể đi móc túi cậu mới đi móc túi linh tĩnh cười nói tớ chỉ làm bà móc túi là được được rồi đóng cửa sân thượng lại ở bên ngoài ồn ào muốn chết cậu làm bài tập nhanh đi hôm nay tớ sẽ không giúp cô đâu hưởng không cần cậu giúp từ bên cạnh nhảy đứng lên sa sa đi tới đóng cánh cửa sân thượng lại trong con đường tối ở đối diện hai chiếc xe nâng đang không ngừng làm việc hơn một giờ sau Quanh một tiếng xe nâng lại làm sập thêm một bức tường sau đó tiến hành xử lý đơn giản những thứ trên mặt đất anh hùng ca thì dẫn một đám đàn em đứng ở bên cạnh hàng rào chắn thi công trên thực tế hiện nay bọn họ không có việc gì nhiều để làm thứ mà bọn họ cần làm chính là tạo thanh thế lớn mà thôi phần lớn dân cư đã trở về nhà của mình lúc này bọn họ đang bàn bạc việc bán ngôi nhà đi như lời của chí ca vĩnh thịnh băng gần đây tiếng xấu lan xa nhưng mà có quan hệ với bên trên lại có quan hệ với cảnh sát cho nên mọi người vẫn có chút sợ chỉ là công ty kiến trúc trá một cái giá quá tháp cho nên mọi người đều có thái độ cầm chừng trong vòng trò chơi, thủy ca, hoa ca. Cường ca đang hung hăng nhìn về phía tiệm sách đối diện, ở bên kia, đám người vĩnh thịnh bang cũng đang tự tập ở đây trong lúc vô tình hai bên bắt đầu giằng co. Anh hùng ca anh xem bọn đối diện có phải là muốn gây rối hay không, những tên đó em đều biết, cái gì A Hoa A Mạnh, bọn họ cũng chỉ là nhân vật nhỏ không bằng chúng ta cho bọn chúng một trận. Không, bọn họ muốn nhìn thì để cho bọn họ nhìn, dù sao chúng ta cũng muốn cho mọi người nhìn, bọn mày đừng có suốt ngày cứ đánh đánh xiết xiết, hãy học A9 một chút, người ta du học trở về quá nhiên có khác, bọn mày xem gần đây kiếm dược không ít đâu đó. Sao chúc băng lần trước bị thua thiệt không đám nói không phải là đo A Chí làm ư, được rồi chờ hai người bọn họ tới đây chúng ta sẽ đi ăn tiệc, tao đã đặt chỗ ở khách sạn lệ chỉ rồi, ha hạ đồ ăn khuya hôm nay rất là phong phú đó. Nói đến tiệc lớn thì cả đám đều mặt mày dạng rỡ ngay lúc này phanh một tiếng, ở cuối con đường có một chiếc xe bay đột nhiên, xẹt ra vô số tia lửa tiếp theo là các căn hộ ở xung quanh đều tắt đi kế tiếp ngay cả đèn đường cũng tắt luôn, làm sao vậy, bị mất điện. Máy biến thế hình như không hoạt động, không phải là bị mưa làm hỏng rồi chứ, làm sao có thể có phải là do ổ điện bị đứt hay không. Khi mang đen phủ xuống, tiếng động hỗn loạn vang lên ở khắp nơi các căn hộ đều bắt đầu mở đèn pin ngọn nến mọi người đều đi ra ngoài nhìn xung quanh một lát mọi người đều nghi ngờ công ty kiến trúc khi làm việc đã làm hỏng dây điện, bên trong công trường hai chiếc xe nâng vẫn như trước sáng đèn lên nhưng một động tác. Của hai chiếc xe cũng đã ngừng lại, anh hùng ca cười cười, nói, ha ha như vậy cũng tốt, ngày mai chúng ta cố ý làm đứt dây điện cho bọn họ ngày nào cũng mất điện, nhớ lúc trước khi thành lập công ty, việc này chính là sở trường của tao. Lời còn chưa đứt thì động cơ của một trong hai chiếc xe bắt đầu hoạt động, khi hoạt động tới cực hạn, ngay lúc đó một tiếng động thật lớn vang lên làm cho chiếc xe nhanh chóng thay đổi phương hướng. Đừng nhìn chiếc xe to lớn cồng kềnh như thế mà lầm, tuy rằng việc chính của nó là đúng sức mạnh thế nhưng nếu nó tăng tốc thì thanh thế cũng rất đáng sợ dám người của Vĩnh Thịnh bang hoàng sợ nhanh chóng bỏ chạy. Khi bọn họ đang muốn chửi ầm lên thì họ thấy chiếc xe này đang lao thẳng với phía một chiếc xe khác. Trong đêm đen dưới cơn mưa, một thanh âm thật lớn vang lên, lúc này mọi người dường như đã ra ngoài cửa hết dưới sự trừng mắt của mọi người. Chiếc xe này nhanh chóng lao vào chiếc xe còn lại một tiếng nô thật lớn vang lên chiếc xe này đã xuyên vào buồn lái của chiếc xe còn lại một tiếng động vang lên những thanh kim loại trong cơn mưa bắn ra từng tia từng tia lửa mặt đất xung quanh đầy những mảnh kính vỡ hai chiếc xe cao bốn thước va vào nhau phòng điều khiển của chiếc xe kia hoàn toàn bị phá hủy may mắn là người điều khiển thấy tình huống như vậy liền nhảy xuống đống đá nên may mắn thoát chết một tiếng nổ vang lên khi chiếc xe nâng kia nằm yên trên mặt đất thì xung quanh trong nháy mắt im lặng trở lại chuyện gì xảy ra nhìn cảnh này hơn 10 người của vĩnh thịnh bang liền bước về trước một bước Tuy đèn của chiếc xe nâng vẫn còn sáng thế như khoang điều khiển lại là một màu đen đột nhiên, một người chỉ về phía vị trí lúc đầu của chiếc xe nâng, hô lên, lái xe ở đây mọi người nhìn xem, có phải là, mụ nội nó. Lời còn chưa nói hết thì chiếc xe nâng đột nhiên sáng lên sau đó một tiếng động lớn lại vang lên lần này có một bánh xe to cỡ một người đang đứng lan ra nhanh chóng lao về phía bọn họ. Cùng lúc đó, Chí Ca và Lương Tử cũng từ một căn phòng khác xuất hiện, bọn họ đang mở lên. Sao lại bị mất điện thế này? Không phải là bọn người anh hùng ca làm đó chứ, ha ha, nói không chừng thật sự là vậy. Lúc trước việc cắt dây điện cắt nước bọn họ vẫn thường làm. Lương Tử biết rõ tác phong của đồng bọn nên không khỏi nỡ nụ cười. Chí ca ở một bên cười lắc đầu. Được, được, bọn họ đang muốn đi ăn quê đó thôi. Ân, việc hôm nay làm tới đây thôi à? Chiếc xe nâng đang chạy về phía chúng ta. Đầu kia của con đường, một chiếc xe đang chạy về phía này, bổn cái đèn ở trước thân xe chiếu rọi xung quanh ở hai bên con đường mọi người đều nhìn chăm chăm vào chiếc xe đang điên cuồng lao lên hai người đứng ở cuối con đường biến thành hai nhân vật chính. Hoa wow, ác, chiếc xe này chạy thật điên cuồng. Nhưng mà chí ca nếu như ngồi trên chiếc xe này mà đi hóng gió trong thành phố thì quá thật là rất kích thích. Tiếng động này so với Hammer, Cadillac còn lớn hơn, Lương Tư vừa nói vừa nhìn về ánh đèn trói mắt phất phất tay. Hơn trăm người trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này ở ban công bên cạnh thậm chí có người còn nhìn thấy hắn đang mim cười phất phất tay một câu lầm bầm không biết là ai nói vang lên. đứa nhỏ đáng thương ánh sáng nốt chừng lượng tử, ngay sau đó có một tiếng va đập vang lên, một thân thể đầy máu văng ngược ra phía sau, trí ca với đán tươi cười cứng ngắt trên mặt đang đứng chống cây dù, hắn nhưng người nhìn, thứ hắn nhìn thấy là thân thể của lượng tử đang nằm dưới mưa hai chân hắn bị đứt tới tân đầu gối toàn thân chảy. Đầy máu bởi vì mọi thứ diễn ra quá nhanh nên ngay cả kêu la cũng không kịp, hai người từ đang đứng biến thành một năm không biết sống chết một thì đứng kinh hãi. Chương 137, Đường người đen tối bởi vậy trí ca chống cây dù đứng ở ven đường nên may mắn tránh thoát một kiếp lúc này có một chiếc xe đang chạy tới trí ca ném cây dù đi rồi nhanh chóng chạy lại xe nâng đương nhiên không thể tiếp tục phá hủy những ngôi nhà nữa nó lúc này đã mất đi mục tiêu nên lao thẳng tới một ngã rẽ trên đường trong chốc lát cả con đường dài bắt đầu viên tĩnh trở lại ánh sáng của đèn pin vẫn như trước lóe lên từ trong những căn nhà chiếc xa nâng với nơi điều khiển bị phá hủy thì thỉnh thoáng lại lóe lên một tia lửa một đoàn người chạy tới chỗ lượng từ hai chân bị đứt đoạn lúc này cả người hắn đang tràn đầy máu có một số người của vĩnh thịnh bang thì đuổi theo hướng trí ca đã bỏ chạy ban đêm trong con hẻm nhỏ dưới mưa hắn đang liều mạng chạy không biết người muốn giết hắn rốt cuộc là ai hắn không biết tại sao việc vừa rồi lại xảy ra trên thực tế trước khi gia nhập xã hội đen thì hắn cũng đã nghe nói là người như hắn sẽ chết không được tử tế hắn đã sừng sợ hắn là học sinh du học mặc dù học ở một trường không hề có anh tiếng gì nhưng dù sao cũng là du học sinh nên hắn vốn rất có tiền đồ hắn có một con đường vô cùng tươi sáng nhưng mà cha hắn lại vai nặng lãi lê vĩnh thịnh lăn lộn ở hắc đạo nhiều năm gần đây lại thích người có văn hóa vì vậy ép buộc hắn gia nhập công ty kiến trúc hắn đã từng sợ hắn sợ có một ngày khi mình tinh ngủ sẽ trở thành đối tượng bị đuổi giết sợ có một ngày cảnh sát đột nhiên mở cửa sợ có một ngày hắn bị ép cầm đao chém người nhưng may mắn là mọi việc vẫn chưa diễn ra lê vĩnh thịnh tương đối khách khí với hắn mỗi ngày khi ra ngoài thì đều có người đi theo khi hắn gặp chuyện thì sẽ có người tới giúp đỡ ở trên đường không ai dám trêu chọc hắn hắc đạo không giống với công ty chính quy mọi việc đều phái dựa theo điều lệ mà làm việc chỉ cần hắn thỉnh thoảng đưa ra một ý kiến là được tất cả mọi việc đều xuân sẻ nên dần dần hắn quên mất sợ hãi hắn thích cuộc sống như bây giờ thế nhưng vừa rồi hình ảnh chiếc xe điên cuồng chạy tới và lưng từ trong nháy mắt trở thành một người đầy máu làm cho nỗi sợ mi bị chôn sâu trong lòng hắn một lần nữa đổi lên hắn nghĩ rằng có người muốn giết hắn trong bóng tối chạy qua vô số con đường mưa chạy qua vô số phòng ốc đứng trước một căn phòng ở phía sau vách tường trong con hẻm mở cửa xô không mở cửa xô có tiếng người, không có tiếng người. Trong nháy mắt hắn giống như trải qua vô số năm tháng, rất nhiều ký ức xẹt qua trong đầu hắn dường như có ai đó đang gọi hắn nhưng trong lúc nhất thời hắn không thể phân biệt được rõ ràng. Đây là lần đầu tiên hắn có cảm giác như vậy cũng là lần đầu hắn sợ hãi như vậy. Sau đó, hắn thấy trong bóng tối mơ hồ xuất hiện một bóng người, hắn định xoay người rời đi nhưng hắn phát hiện mình không thể nhất chân lên được, ngay lúc đó hắn cầm túi hồ sơ đập về phía bóng người trong đêm đừng cản đường ngay lúc đó đào phong thổi qua trong đêm mưa túi công văn bị xé thành hai mảnh mọi thứ bên trong đều bị rác ra ngoài đào phong trong nháy mắt di chuyển từ trên cổ xuống ngực hắn rồi đâm mạnh vào phốc một tiếng một đau lạnh lùng nhưng chuẩn xác tới cực điểm đâm thẳng vào hình ảnh mà hắn nhìn thấy cuối cùng chính là thiếu niên thành khẩn cung kính lần trước con người của ta chịu không nổi sợ hãi từ phía sau có tiếng động truyền tới có người đã tới nơi này hắn lặng lặng quỳ gối ngồi xuống một góc trong con hẻm, máu tươi chảy ra càng ngày càng nhiều, mưa vẫn như trước liên tục rơi xuống khắp nơi từ khi thế giới bắt đầu cho tới khi kết thúc. Khi hắn không tiếng động xuất hiện trên ban công thì trời vẫn còn đen như trước, đốt một ngọn nến trong phòng, hai thiếu nữ bắt đầu làm việc, hai cái đầu chạm vào nhau, linh tĩnh dùng bút bi chỉ vào vờ của xa xa chỉ cô làm bài tập khi cảm thấy hắn xuất hiện thì hai người ngân đâu lên, xa xa cười rực rỡ. Linh Tĩnh thi chỉ mím cười gật đầu, cô không nói gì thêm mà tiếp tục hướng dẫn xa xa làm bài tập cởi áo mưa ra rồi lau dọn một chút. Sau đó hắn đi tắm lúc này ở bên ngoài vang lên tiếng còi của cảnh sát, đi trước là xe cứu thương rồi tới xe của cảnh sát. Đi tới cửa sổ trong phòng tắm nhìn xuống, hắn thấy năm sáu cảnh sát đang đậu trên con đường, một phần cảnh sát đang trông coi con đường, một phần thì đi xung quanh hỏi từ đầu tới cuối việc xảy ra, nhưng mà vốn đã không có đầu mối, lại có thêm một trận mưa nên họ không tìm được vật gì. Trở lại phòng Linh Tĩnh đã chuẩn bị cặp sách cho ba người xong, cô giọng nói một câu. Bài tập tớ đã làm giúp cậu ngày mai nhớ nộp lên, xa xa thì yên lặng nhìn hắn, không bao lâu một đã cảnh sát làm theo lệ đến hỏi tình huống. Gần khuya, ba người về lặng nằm ngũ trên chiếc giường lớn hai thiếu nữ một trái một phải ôm lấy hắn ra thịt, ba người dính chặt vào nhau, tớ rất tàn nhẫn phải không? Trong bóng tối truyền ra giọng nói của hắn trên cái thế giới này thứ mà hắn quan tâm chỉ có cách nhìn của hai cô gái này, cho dù là lúc trước đã từng hỏi thì hắn cũng không nhịn được hỏi thêm một lần hắn không nhịn được có chút buồn cười, dài dòng, không được quấy dày việc ngủ của tớ. Xa xa lầm bầm một tiếng sau đó ngẩng đầu lên hôn vào mặt hắn một cái. Linh tĩnh thì giống như là đang ngủ, cô ôm chặt thân thể hắn mái tóc dài của cô ma sát với phân da thịt trên ngực hắn cô giống như là một con mèo nhỏ đang ngon giấc vậy khi Gia Minh xoa đôi môi của cô thì cô há miệng ngậm lấy ngón tay rồi nhắm mắt lại ngủ say không hề nhà ngón tay ra. Sáng sớm ngày thứ hai, mưa đã từ từ ngừng lại ở đổi diện con đường là một đống lộn xộn, cảnh sát kéo dây phòng hộ xung quanh đống phế tích của hơn một nửa số nhà và khoang điều khiển của xe nâng về phần đường vết máu ở cuối con đường thì sớm đã bị cơn mưa rửa sạch sẽ nên họ không thể làm được gì một bộ phận cảnh sát vẫn còn ở nơi này tìm hiểu tình huống dù sau đây cũng là một vụ án mưu sát có một người chết và một người bị thương hiện nay lại không thể tìm thấy được đầu mối nào nên họ vẫn chưa thể trở về khi mang heo cặp sách chạy tới trường học thì hắn bắt gặp nguyệt chỉ huân đang chạy bộ tới một nam bà nữ rất là vô tội đứng một bên nhìn những cảnh sát đang bận rộn hắn giảng dạy quá trình làm ác của mình một lần cho nguyệt chỉ huân nghe thiếu nữ nhật bản luôn trầm mặt không nhịn được lướt nhìn ra minh một lần sau đó chỉ lặng lặng nghe cô đối với vụ án này không hề có suy nghĩ gì một ngày cứ như vậy trôi qua khi hắn định cầm cả men đi tới căn tin tìm, tìm linh tĩnh và xa xa thì đông phương Uyển bỗng nhiên chạy tới đặt 600 đồng lên bàn của hắn nói tớ đã nghĩ kỹ 600 đồng này cậu không thể không nhận. Nhìn vào 600 đồng, Gia Minh mới thở ra một hơi, thu tiền lại, nói, ừ vậy được rồi, cậu muốn sao cũng được, nhưng mà, Đông Phương Uyên Trân chờ một hơi sau đó nói, thì thực tớ có một việc muốn hỏi cậu, cái gì, cậu biết, giản tổ ngôn, khi thấy sắc mặt của Gia Minh khẽ biến thì Đông Phương Uyên vội phát tay. Cậu đừng có nghĩ nhiều, tớ chỉ hỏi mà thôi, cô nhã hàm nói chị ấy có quen với cậu, lần trước chị ấy cứu tớ một mạng, tớ chỉ muốn cảm ơn mà thôi tớ biết thân phận của chị ấy có trước vẫn cảm cậu không nói cũng không sao. Trong miệng nói như thế nhưng khi thấy Gia Minh gật đầu rồi đi ra khỏi phòng thì Đông Phương Uyên tức giận tới mức giậm chân, cô giờ khóc giờ cười nói, này, cô Gia Minh ít nhất cậu cũng phải nói cái gì đó chứ, áp à, cậu đã yêu cầu thì được, Gia Minh quay đầu, cầm cả men phất phất tay. Cô ấy là cô dâu nhỏ mà tớ nuôi từ bé, trong nháy mắt, khuôn mặt Đông Phương Uyển vô cùng đặc sắc. Chương 138, James Roth cuộc là ai làm, điều tra cho tao, tao quyết không tha cho nó, trong căn biệt thự thuộc sở hữu của Vĩnh Thịnh Bang, Lê Vĩnh Thịnh đang giận dữ nói. Bây giờ là trạng vạng tối, ánh mặt trời giống như màu máu chiếu xuyên qua cửa sổ vào trong, trên lầu truyền tới tiếng nhạc lớn, trên tivi thì đang phát tin tức về vụ án giết người ở Cần Thánh Tâm Học Viện. Lần này, Lê Vĩnh Thịnh mất đi một trợ thủ đắc lực hơn nữa còn tổn thất một chiếc xe nâng trị giá hơn 10 vạn. Cũng khó trách hắn lại tức giận như vậy, tuy xe nâng đắt nhưng chỉ đứng thứ nhì, quan trọng là hắn bị mất đi một trợ thủ đắc lực. Từ khi A Chí gia nhập vào bang hội thì hắn đã nhiều lần bày kế. Trên thị trường nhà đất, hắn đã kiếm được hơn 1.000 vạn tiền lời giữa cuộc đấu trong hắc đạo. Vĩnh Thịnh bang tạm thời kiềm chế dáng vẻ bệ vệ của Sa Trúc bang, thậm chí hiện nay còn có chút lần áp chính là nhờ hắn, nhưng hiện tại, hắn cứ vậy mà mơ hồ chết đi. Lúc này hắn đang cảm thấy rất phiền muộn, bọn đàn em đứng đối diện thì đang cúi đầu, tiếng từ tivi và tiếng nhạc từ trên lầu phát ra kéo hắn ra khỏi suy nghĩ, hắn vỗ lên cái tivi một cái rồi bình tĩnh nói, nói đi, có kết quả gì, ách, ông chủ, bên phía cảnh sát không có chút tiến triển nào. Một gã thuộc hạ nói, lần này chúng ta muốn mua mảnh đất kia kỳ thực đã bị bài xích rất lớn, nói không chừng là một người nào đó trong con đường đó làm, nhưng mà, dường như có chút quá mức, kịch liệt, bài xích, việc này làm vội như vậy thì ai cũng biết bọn họ bài xích. Chúng ta chỉ cần bình tĩnh mà làm là được, Lê Vĩnh Thịnh vỗ bàn rồi giống lên, thế nhưng đã biết vậy thì bọn mày còn cho hai đứa nó tới khảo sát làm gì. Ai mà muốn dùng giá thấp để mua nhà của tao thì tao cũng tức giận tới chém người thôi, bọn mày, nói tiếp. Chỉ có người có quan hệ mới có thể làm được chuyện này, kỳ thực chí ca đã sớm làm một danh sách ghi lại những tên bất lương trong con đường này, trong đó có một tên gọi là A Thủy, người này trước đây làm việc ở sòng bạc Ma sau này do giết người nên mới trở về, những tên còn lại chỉ là hạng tôm tép không. Đáng kể, bọn em nghĩ hắn là người đáng nghi nhất, nhưng mà ngay lúc đó bọn em đều thấy hắn đang đứng chung với một đám người, Hãy là người có hiểm nghi thì cứ giáo huấn một lần, nhất định phải tra ra người kia là của ai. Anh hùng, kế hoạch không thể dừng lại được, các người tiếp tục làm, à chí đã chết thì các người tiếp tục làm theo kế hoạch của nó đi, trầm mặc một lúc, Lê Vĩnh Thịnh mới nghiến răng ra lệnh, ngay lúc này, một loạt tiếng bước chân từ cầu thang vang lên. Lê Vĩnh Thịnh quay đầu lại, hắn thấy một gã người nước ngoài mặc quần áo tây màu trắng, trên mặt còn mang kính mắt đang cầm một ly hồng tử từ trên lầu đi xuống, à, xin lỗi bởi vì ở trên quá ẩm ý nên tôi muốn xuống dưới hít thở không khí một chút, tôi đã quấy dày Lê Tiên Sinh nói chuyện ư. Ừ. Một giọng nói tiếng Hán tràn ngập âm sắc nước Mỹ, mặc dù có chút quái dị, nhưng quả thật nhìn giống giới thượng lưu, đây là một người bạn mà Lê Minh mời tới, hắn tên là James, nhắc tới con trai thì quả thật hắn có chút chán nản, giống như những người khác, khi tham gia vào xã hội đen thì đều muốn thành trắng. Lê Vĩnh Thịnh hiện nay đang xây dựng một công ty kiến trúc có quy mô lớn chính là để lưu lại cho con trai một cái thân phận tương đối tốt, những việc bên ngoài thì giao cho con trai xử lý nhưng những việc trong hắc đạo thì hạn chế không cho hắn tham gia. Lê Minh thì đối với kinh doanh không có hứng thú, cả ngày lôi kéo theo một đám bạn chơi bời, lúc trước thiếu một chút nữa là hắn đắc tội luôn cả đông phương tiểu thư. Từ đó mình đã cấm không cho hắn tham gia vào bất cứ hoạt động gì trong giới xã hội đen vì vậy hắn lại đi tìm đám bạn không ra gì ở tầng chót của giới thượng lưu tiếp tục chơi bời, cả ngày liên hoan, rượu trẻ say xưa, việc này càng làm cho Lê Vĩnh Thịnh chán nản. Nhưng mà, Đối với người bạn James mà hắn mới quen thì Lê Vĩnh Thịnh cảm thấy rất tốt, không chỉ lời nói cử chỉ khéo léo mà còn có phong độ và cơ trí. Nghe nói hắn còn là bác sĩ du học ở nước ngoài về, hiện đang làm nghiên cứu viên của sở nghiên cứu, hắn đứng trong đám bạn của Lê Minh giống như là hạc sữa. Bây giờ vậy, từ khi gặp A Chí, hắn luôn có cảm tình với những người nước ngoài, huống hồ người trước mặt này lại là một bác sĩ, nghiên cứu viên, hai ngày này hắn luôn luôn buồn bực không biết tại sao một người tài giỏi như vậy lại có thể trở thành bạn của con mình lúc này khi thấy james thì hắn cười cười nói không có gì không có gì chỉ là nói một chút chuyện ở công ty thôi james tiên sinh không cần khách khí cứ xem đây là nhà của mình là được rồi không cần câu nệ gì cả tôi thích sự lễ phép của người trung quốc james gật đầu cười mấy tên đàn em đứng đối diện thì vội vàng thu hồi những bức ảnh lại ánh mắt của james lướt qua những tấm ảnh này sau đó nhíu mày nói ác thật là một thủ pháp xinh đẹp lê tiên sinh tôi có thể xem một chút không Lê Vĩnh Thịnh Trần chờ một chút sau đó phất tay, nói. Đương nhiên, mời xem, cảm ơn, đi tới gần, James cầm hai tấm hình nhìn thoáng qua, sau đó đặt xuống, trên mặt lộ ra nét cười, ân, xin lỗi, khi nãy tôi ở trên nghe các người nói vài thứ, có một số việc, tôi không biết có nên nói hay không, xin chỉ giáo, mấy người bên cạnh lấp mắt nhìn nhau, Lê Vĩnh Thịnh gật đầu nói. Ha ha, tôi lúc trước nghe nói các người mới mua một mảnh đất, không thể không nói, thủ đoạn của Lê Tiên Sinh, quả thật có chút thô bạo nên dẫn tới phản kích, mà các người bây giờ lại muốn đi tìm cư dân địa phương báo thù, tôi nói thẳng, hành động này của các người rất ngu xuẩn. Hắn cao giọng nói, sắc mặt của những người xung quanh đã có chút không được tự nhiên, James mỉm cười, à, xin lỗi, tôi là một người nghiên cứu khoa học cho nên những định nghĩa và thuật ngữ phải rõ ràng, vì vậy rất dễ làm cho người khác phản cảm, xin thứ lỗi, ếch, không có gì, Lê Vĩnh Thịnh cười cười, nói. James tiên sinh có ý kiến gì thì cứ nói ra, một đau kia rất chuẩn, ân, ha ha, tôi là một khoa học gia nghiên cứu di truyền, thứ mà tôi tiếp xúc gần với pháp y, với thân phận của các vị hẳn là thấy được một đau này rất nhanh, chỉ trong nháy mắt là mất mạng. Hắn bắt trước tư thế chém ra một đao, mấy người đứng xung quanh đều gật đầu, những người này thường dùng đau chém người nên tất nhiên là biết uy lực của một đau kia. Nhưng mà, dường như chúng ta cũng nên kết hợp với tình huống xung quanh, các vị nhìn xung quanh xem, người này trước khi chết thì bút, điện thoại di động, còn có những thứ khác đều rơi là tà, các vị có phát hiện hay không trên quần áo của hắn có chút bị rách nhưng không có tổn thương tới tính mạng cầm ảnh chụp james chậm rãi nói trang giấy bị mưa xối nhưng cũng không khó có thể nhìn ra là chúng bị chém thành hai mảnh bút máy bị cắt thành hai đoạn rõ ràng nhất là cái điện thoại di động này nó đã thành một đống linh kiện các vị có thể tưởng tượng ra chưa hơi dừng lại một chút sau đó hắn giơ tay lên không trung khi người chết tiến lên thì đối phương một đao chém xuống đao phong trong nháy mắt chém túi hồ sơ của người chết ra làm hai kể cả chiếc bút máy và điện thoại di động để làm được việc này thì cần một lực tương đối lớn sau đó đao phong chém vào ngực của người chết làm rách quần áo ra nhưng vì sao miệng vết thương lại làm cho tôi ngạc nhiên đó là vì trong nháy mắt hung thủ đã xoay cổ tay theo hình chữ phi cho nên đao phong chém vào mặt của người chết sau đó tạo thành vết thương chí mệnh tưởng tượng một chút có thể một đao chạm nứt ra bút máy cùng điện thoại di đi động thì cần bao nhiêu lực lượng tuy rằng tôi tin tưởng các người cũng có thể làm được thế nhưng trong lực cản vô cùng lớn các người trong nháy mắt ngừng tay lại sau đó chuyển hướng, hoàn toàn xé rách quần áo nhưng lại không tổn thương tới da thịt. Việc này cần sự tính toán chuẩn xác tới cỡ nào, đào trong tay người này hầu như đã trở thành một phần da thịt của hắn, hắn thậm chí có thể thông qua đào phong mà cảm giác được da thịt của người chết. Cho nên tôi nói một đao kia rất chuẩn, thông qua tấm hình này tôi có thể cảm giác được trong nháy mắt đó có một tia sáng lóe lên, thật sự là quá rực rỡ, hắn cầm tấm hình lắc đầu cảm thán, lúc này hắn nhìn có chút giống như những khoa học cuồng nhân lê vĩnh thịnh và bọn đàn em đứng xung quanh thì chừng mắt há hốc mồm thủ pháp như vậy trong nhận thức của hắn thì không ai có thể làm được một lát sau james cười nói đương nhiên đây chỉ là tôi thông qua hình ảnh để suy đoán thế giới hiện nay là thế giới của súng cho dù đao hoa lệ như thế nào thì cũng không thể chống lại một viên đạn được nhưng mà người có thể dùng đao đến trình độ này thì tôi tin rằng hắn là một sát thủ xuất sắc hoặc là một song binh chúng ta không cần thiết tới hiện trường bởi vì loại người này hơn nữa còn có mưa che giấu thì các người không thể tìm được gì đâu. Mấy người bên cạnh một số thì lắc đầu, một số thì cố tái hiện lại hình ảnh lúc đó, bọn họ biết giết một người thì không khó gì, nhưng cho dù thế nào đi nữa thì dùng một đao chém vào túi hồ sơ làm rách nó rồi làm rách quần áo mà không làm bị thương người thì bọn họ không thể làm được, mọi người đang thương. Lượng thì một người ở phía sau cầm lấy một cái gối đi tới rồi đặt lên phía sau một người khác, sau đó có một tia sáng lóe lên. Xôn xao trong sát na, căn phòng yên tĩnh lại, những sợi bông màu trắng từ bên trong bay ra, quần áo của người đó bị xé rách hết, thanh đao sắc bén thì vẫn để trên người hắn mà chui đao thì đang nằm trên tay phải của James, phần da thịt phía dưới thanh đao không hề có một vết thương nào. Một chớp mắt kia, James đã tái hiện hình ảnh đêm qua, uống một ngụm hồng tử, hắn nở nụ cười, tôi biết bên trong có thứ gì cho nên chém ra một đao không thành vấn đề, nhưng đối phương khi xuất đao không biết bên trong cái túi có thứ gì, một chút lực lượng không chính xác cũng ảnh hưởng tới kết quả cuối cùng. Hắn rất mạnh, Lê Tiên Sinh, Chọc vào người như vậy thì ngài nên có chuẩn bị bọn người lê vĩnh thịnh đứng lên rồi dùng ánh mắt để phòng nhìn hắn người bị đao phong chém tới thì cả nhúc nhích cũng không dám thật lâu sau lê vĩnh thịnh hỏi cậu là ai có mục đích gì ha ha thu đao về james lấy ra một tờ danh thiếp rồi lễ phép đưa tới james cúc khu tự trị pennsylvania ở mỹ nghiên cứu viên sở nghiên cứu alice xin chỉ dạy nhiều hơn chương một trăm ba mươi chín phương vũ từ lúc trước nói rất đúng tớ phải đi tập luyện đây không hát, tớ chỉ kiểm tra thiết bị thôi, nếu như làm không tốt công tác bảo mật thì 600 đồng này sẽ trả lại cho cậu ngay lập tức. Cậu làm gì nhìn tớ dữ vậy, đừng có nhìn như vậy được không? Cậu thích tớ à? Đi trên con đường trong sân trường, Gia Minh có chút không nhịn được nói, ở bên cạnh là Đông Phương Uyển đang hai mắt bốc hỏa, mấy ngày gần đây, đây chính là cách mà cô dùng để chống đối lại với Gia Minh, đừng có làm cho người khác buồn nôn, cho dù đàn ông trên thế giới này chết sạch thì tôi cũng không. Hừ, không thèm coi trọng người như cậu. Câu nói này cũ rồi, tôi thật không biết tại sao chị Tố Ngôn lại quen biết với loại người như cậu. Cô dâu nuôi từ bé, cậu nghĩ tôi sẽ tin tưởng ư? Ừ. Ách, về chuyện cô dâu nuôi từ bé, cậu biết đó, cô dâu nuôi từ bé là việc mà cô ta không thể quyết định được. Cha tớ quen biết mẹ của cô ta nên vì thế cô ấy bị bức ép trở thành cô dâu nuôi từ bé. Cậu biết tên của cô ta hơn nữa còn gọi là chị Tố Ngôn. Cậu và cô ta rất quen ư. Ừ. Hơ, Cô chỉ gặp giản tố ngôn có một lần nhưng cô rất có thiện cảm với cô ta nên cô không thể tin được khi một người có mị lực như thế lại vướng vào sai lầm con dâu nuôi từ bé như vậy nhưng trong lòng cô vẫn còn một tên thấp thỏm. Cô Gia Minh có lực phản ứng rất mạnh, kỹ thuật máy tính lại cao siêu. Dựa theo lời thầy Trần nói thì có rất nhiều chuyện liên quan tới hoa tulip thì cũng có bóng dáng của hắn, quan hệ này nếu không thể nào không thân thiết được. Nói chung, có lẽ là chị Tố Ngôn quá mức lương thiện, quá mức hiếu thuận nên mới đồng ý vụ cô dâu nuôi từ bé này nhưng mà khi nghĩ hai người thì cô lại liên tưởng tới hình tượng cốc ghẻ và thiên nga, cố gia minh quá kiêu ngạo làm cho cô giận tới nghiến răng. Khi cô còn đang cáu giận thì một trái chuối đưa tới trước mặt, tức giận thì không tốt cho sức khỏe, tớ dám cá là mấy ngày nay cậu đang nóng trong người, ăn chuối không, ăn chuối cái đầu cậu, cô chợt nói, được rồi, đại minh tình phương vũ tư đang ở trong hội trường, cậu đừng có làm loạn đó. Tớ không có hứng thú với đại minh tinh, vừa ăn chuối, gia minh cười nói, nhưng mà linh tĩnh lại thích cô ta, có lẽ nên xin một chữ ký về, linh tĩnh của cậu đang ở trong hội trường, ha ha, nhưng mà chỉ ở cùng một chỗ thôi chứ không phải là của cậu, ha ha, nói đến đây. Đông Phương Uyển lộ ra bộ mặt đắc ý, cô nói, tớ muốn đi lấy vài món đồ, cậu tới hội trường trước đi, nói xong cô liền đi khỏi, bây giờ là thời gian học buổi chiều nên trong sân trường khá yên tĩnh không có nhiều người lắm, Giang Minh đem vào chối ném vào thùng rác. Trong lòng hắn đang tự hỏi rốt cuộc là Đông Phương Uyển biết được những gì mà mỗi lần đều có thể chắc chắn mình và linh tĩnh xa xa chỉ là bạn bè bình thường. Khi hắn đang suy nghĩ thì có mấy bóng người từ khu hoạt động của câu lạc bộ đi tới, một tên mập mạp nhìn hắn vài lần sau đó giơ tay chào hỏi. Cố, cố gia minh, phó, nghiêm kiệt. Đối với những thứ không quan tâm thì hắn thường không để bụng, nhưng mà tập quán sát thủ làm cho hắn có thể nhanh chóng nhớ lại nhiều thứ. Tên mập trước mặt này là một người mà hắn gặp khi cấp thuyền, thứ làm gia minh nhớ hắn chính là hắn có thể phân biệt chuẩn xác mật mã, không ngờ là có thể gặp lại hắn ở chỗ. Này, ha ha, đã lâu không gặp đã lâu không gặp mập mạp kia đi tới ôm gia minh một cái sau đó giới thiệu với hai người bạn phía sau vị này chính là cố gia minh là người bạn theo tớ cùng trải qua hoạn nạn đây là hai người hợp tác với tớ đinh kiệt đường vũ khi đối mặt với bão tố trên đảo hắn biết tên mập này rất chất phác trong làm việc và lời nói hắn thường kể những chuyện cười rất không bổ ích cho người khác nghe nhưng thật ra hắn rất biết cách làm quen mấy người bọn họ làm quen một lần sau đó hắn ôm vai gia minh rồi để cho hai người bạn đi tìm những người khác trước, hắn thì thần thần bí bí kéo ra Minh qua một bên nói chuyện, ha ha, tôi sớm nghe được các người đều ở thánh tâm học viện, việc này càng dễ làm hơn, mọi người đều là anh em nên tôi không lòng vòng, tôi nói thẳng, chuyện này, nghe nói Phương Vũ Tư sẽ đến thánh tâm học viện để biểu diễn. Phương Vũ Tư là một đại minh tinh nhưng thật ra cô chỉ mới làm việc được 3-4 năm, có người nói cô ngay lúc đó gặp được một thiên tài âm nhạc, sau đó dùng giọng ca ngây thơ đến dối tinh dối mù để đi hết đại giang Nam Bắc rồi từ từ trở thành ngọc nữ trong giới ca nhạc chỉ tiếc là ngày vui thì thường không kéo dài bởi vì phương vũ tư xuất thân bần hàn nên rất khao khát tiền tài có người nói cô không những cùng tên soạn nhà kia quen nhau mà còn cùng vài tên phú hào có quan hệ mập mờ vì vậy có một ngày người nhà sĩ này do không chịu được việc vợ mình ngoại tình nên đã rời đi do không còn ca khúc nữa nên phương vũ tư với giọng ca không được xuất sắc cho lắm mấy năm sau dần dần rời khỏi tầm mắt của mọi người tuy rằng thỉnh thoảng còn có người nhớ tới nhưng cho dù thế nào đi nữa thì cô cũng không còn sự huy hoàng của ngày xưa đây vốn là một việc sẽ xảy ra trong tương lai cũng là nguyên nhân mà Gia Minh nói cô ta không quá giống đại minh tinh, nhưng mà cũng phải nói lúc này là lúc mà cô và bạn trai vừa mới chia tay, lúc này cũng là lúc cô chuyên tâm phát hành ca khúc mới, danh tiếng của cô lúc này đang ở đỉnh cao nhất của sự. Nghiệp nên cũng không thể trách linh tĩnh, xa xa và phó nghiêm kiệt lại coi cô là thần tượng được. Bên trong hội trường thật to, trên vũ đài, Phương Vũ Tư đang cùng mấy người bên cạnh nói chuyện, người đại biểu giáo viên tiếp đãi là Trương Nhã Hàm. Chủ tịch hội sinh viên Đông Phương Lộ và Trương Cạnh Phong, người đưa cô tới đây, trong mắt cô ba người này đều là những người có gia cảnh cực kỳ xuất sắc nên cô không khỏi có chút. Đấu Kỵ cũng có chút hâm mộ, khi nói chuyện cô thường cười một cách vô cùng thân thiết. Tuy rằng đã dốc sức làm việc mấy năm thế nhưng tuổi tác của Phương Vũ Tư cũng không lớn, lúc này cô chỉ mới có 21 tuổi thôi, với khuôn mặt xinh đẹp và cái lốt đại minh tinh nên dù tới bất cứ nơi nào thì cũng có người nịnh hót cô, một số lão trung niên thích chơi đùa minh tinh thì đối với cô càng ngoan ngoãn phục tùng mà bây giờ nhã hàm thì không nói làm gì thế nhưng hai nam nhân thì cũng chỉ nói vài câu khách sáo cho có lệ tuy rằng không tính là thất lễ nhưng cũng không hề có cảm giác thân cận những nam nhân như vậy không phải là cô chưa từng gặp qua thế nhưng mỗi lần như vậy đều làm cho cô cảm giác không cam lòng đối với phương vũ tư mà nói tuy rằng cô thích tiền thế nhưng dù sao cô cũng là phụ nữ mà là phụ nữ thì có ai mà không hy vọng chồng mình là một người đẹp trai lịch sự giàu có lấy góc độ này mà xét thì trương cạnh phong hoàn toàn phù hợp với yêu cầu về phần Đông Phương Ngậu. Tuy hiện nay chỉ mới 17 tuổi nhưng từ nhỏ được dạy dỗ cẩn thận làm cho hắn toát ra một khí thế của người đứng đầu, khi hắn đứng bên cạnh Trương Cạnh Phong thì không có chút thua kém nào, kỳ nghỉ hè năm kia ở Hồng Kông cô đã gặp hắn một lần, ngay lúc đó hắn rất có phong độ xuất hiện trong yến hội, lúc đó. Hắn còn đến xin chữ ký của cô nữa, lúc đó hắn đã lưu lại cho cô một ấn tượng sâu sắc, ai ngờ lần này gặp lại thì đối phương đã quên đi chuyện năm đó, hắn không còn gọi cô là chị nữa mà chỉ gọi là Phương Tiểu Thư. Đương nhiên, đây cũng không phải là cô đem trương cạnh phong và đông phương lộ trở thành đối tượng để làm chồng trong tương lai thế nhưng với người có thói quen luôn làm trung tâm mọi người của đại minh tinh lại bị đối đãi như với người bình thường làm cho trong lòng cô có một khúc mắc nhỏ nhỏ lúc này người trong hội trường không nhiều lắm do lúc trước có nói qua nên bây giờ không có ai tới xin chữ ký của cô sau một lát nhạc ngừng lại trương nhã hàm và đông phương lộ hỏi ý kiến của cô phương vũ tư gật đầu nói ừ không tệ cô ghé dẫn đầu kia tuy không có chuyên nghiệp nhưng lại rất có cảm giác nghe xong đánh giá của cô ba người đều nở nụ cười quá thật cô bé kia không hề chuyên nghiệp nên ở trước mặt phương vũ tư biểu diễn làm cho cô run run bộ dạng rất khẩn trương nhưng ở trong cái run run này cô bé vẫn có thể biểu diễn các động tác vô cùng nhuẩn nhuyễn điều này ngay cả những diễn viên chuyên nghiệp cũng không làm được đi xuống sân khấu cô bé kia lấy khăn lau mồ hôi trên tràn ánh mắt thì vẫn luôn nhìn về phía này linh tính em tới đây một chút trương nhã hàm phất tay về phía kia một nữ sinh chạy tới khuôn mặt cô có chút lo sợ linh tĩnh nói cô trương quản lý trương đã lâu không gặp phương tiểu thư xin chào ân xin chào phương vũ tư gật đầu cười trương cạnh phong ở một bên cũng cười nói linh tĩnh em thật không tốt đã lâu như vậy sao không trở lại bắc âu huyễn tượng thăm mọi người đám người khắc an đều rất nhớ em đó được rồi vừa rồi khiêu vũ rất tốt ha ha cảm ơn thiếu nữ linh tĩnh bỏ qua sự chỉ trích cô chỉ cười cảm tạ nhã hàm nói đúng vậy vừa rồi phương tiểu thư cũng khen là em khiêu vũ rất tốt thật thật ư được thần tượng khích lệ nên linh tĩnh vô cùng vui sướng đông phương lộ cười nói cậu không phải rất sùng bái phương tiểu thư ư hiện tại cậu có thể xin chữ ký của cô ấy còn không mau nắm lấy cơ hội thật sự có thể chứ không phải nói hôm nay đương nhiên có thể phương tiểu thư nhất định sẽ rất thích không phải sao lúc trước yêu cầu mọi người đừng vội xin chữ ký là đông phương lộ thông qua hội sinh viên đưa ra đề nghị nhưng mà lúc này chính hắn lại nói như vậy nhìn Đông Phương Lộ một cái, Phương Vũ Tư gật đầu nói, đương nhiên, còn không mau tìm thứ gì đó để tới, lẽ nào cậu muốn Phương Tiểu Thư ký tên lên quần áo ư? Đông Phương Lộ rục một tiếng, linh tĩnh thẻ lưỡi, đáng tiếc là quần áo này không phải của tớ, nếu không thì tớ cũng muốn như vậy rồi, tớ đi lấy vở, nói xong cô liền nhanh chóng rời đi. Nhìn bóng lưng của cô bé, Phương Vũ Tư lại nhìn về phía ba người. Vừa rồi cô bé tên là Linh Tĩnh hiển nhiên đã trở thành tiêu điểm của mọi người, trương cạnh phong biết cô hơn nữa quan hệ còn rất tốt, Đồng phương nộ thì chiếu cố đặc biệt cháu cô. Trương Nhã Hàm tuy không nói nhiều nhưng lại vỗ vai cô, việc này không giống như quan hệ giữa giáo viên và học sinh bình thường, mình thì trở thành một dụng cụ để khích lệ và ký tên, dùng để khích lệ cô bé tên là Linh Tĩnh này, cô có phải là rất thích cảm giác này không? Trương 140 Muốn chết, một cộng 2, a à, bạn học này, em tên là gì, em gọi là Diệp Linh Tĩnh, phương tiểu thư, ác, một cái tên thật hay, ghi là kỷ niệm ngày diễn xuất của phương vỗ tư và Diệp Linh Tĩnh, được không? sau khi nhận được chữ ký linh tĩnh liền đem quyền vợ ôm vào trong ngực cô hưng phấn tới đỏ bừng mặt cô liên tục cảm ơn cô nói em thích nhất bài vãn thi và bài kim dạ vô miên của chị thấy linh tĩnh hứng thú với phương vũ tư như vậy nên trương cạnh phong ở bên cạnh cũng chỉ nói những chuyện xung quanh chủ đề này đông phương lộ cũng phụ họa nói đùa theo nhã hàm thì ở một bên chỉ huy học sinh chuẩn bị đạo cụ mặc dù trọng tâm câu chuyện là những ca khúc mà phương vũ tư hát thế nhưng diễn viên chính không phải là cô ánh mắt của hai người bên cạnh luôn nhìn về phía Diệp Linh Tĩnh mà không hề nhìn cô làm cho cô không được tự nhiên, thế nhưng vì lễ phép nên cô vẫn phải duy trì nụ cười yêu nhã tự nhiên trên mặt. Bản thân của Diệp Linh Tĩnh thì luôn hưng phấn nói chuyện với Phương Vũ Tư, biểu hiện của cô rất đúng mực của một fan cuồng nhiệt, tuy rằng bình thường cô rất lạnh nhạt thế nhưng khi đột nhiên gặp được thần tượng, hơn nữa còn có thể nói chuyện thân thiết như hai người bạn làm cho Linh Tĩnh trong nhất thời không thể khống chế tốt tâm. Tình của mình, huống chi còn có hai người nam nhân vô cùng ân cần đứng kế bên. Trong khi bọn họ nói chuyện thì Đông Phương Uyển dẫn ra Minh từ cửa hông đi đến, theo sát bọn họ còn có một tên mập mạp bộ dáng lén lút, vừa vào cửa là hắn liền dùng ngay ánh mắt cuồng nhiệt để nhìn Phương Vũ Tư, miệng thì liên tục nuốt nước, nước miếng. Được rồi, cậu chủ yếu là nhìn cách bố trí sân khấu, xem xét vị trí, thử hiệu quả của âm thanh, này, cậu có nghe tớ nói không, được rồi, linh tĩnh ở bên kia, còn có đại minh tinh Phương Vũ Tư nữa, nhưng mà tớ không thích người phụ nữ kia. Cô bĩu môi nói lầm bầm trong miệng, lời còn chưa nói hết thì một khuôn mặt mập như heo xuất hiện trước mặt cô tôi 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 thích chúng ta nhanh qua đó đi gia minh không khỏi âm thầm lắc đầu người bạn được coi là cùng chung hoạn nạn trước đây người mà cùng hắn ở trong công sự tránh đạn còn dám nói chuyện với hắn lúc này có chút vô cùng chướng mắt gia minh không nhìn phương vũ tư mà tự mình đi tới trên đường đi hắn chăm chú nhìn biểu tình trên mặt của linh tĩnh sau đó lại nhìn về phía trưng cạnh phong và đông phương lộ ở bên cạnh hắn có chút thú vị huýt sáo lên Linh tĩnh thì đang đỏ bừng mặt nói chuyện với thần tượng nên không hề chú ý tới những người bên. Cảnh, Phương Vũ Tư đảo mắt liếc qua, khi đảo qua người Đông Phương Uyển thì cô hơi ngừng lại, nhã hàm ở cách đó không sao gật đầu cười với Gia Minh, Đông Phương Lộ thì cười đi tới vỗ vai hắn, ha ha, cậu rốt cục đã tới, Tiểu Uyển vẫn luôn nói với tôi là mời cậu tới vô cùng cực khổ, ách, có thể tưởng tượng. Gia Minh quay đầu lại nhìn Đông Phương Uyển hắn thấy Đông Phương Uyển hắt cầm lên trừng mắt nhìn hắn, khi thấy biểu hiện của hai người thì Đông Phương Lộ cười nói, được rồi để chuẩn bị cho lần diễn xuất lần này nên hội học sinh của bọn tôi coi như là đã dốc toàn lực. Gia Minh, cậu xem một chút coi sân khấu bố trí như thế nào, chỉ chút ý kiến đi. Bố trí sân khấu, Gia Minh ngắm nhìn bốn phía sau đó ngây thơ nói, cái sân khấu này lúc trước là hình chứng, bây giờ cũng là hình chứng, các người đã bố trí hư, ách, khuôn mặt của Đông Phương Ngộ có chút bị kiềm hãm, sau đó hắn nở nụ cười, Gia Minh, cậu thật là hài hước, ân. Ha ha, chúng tôi cũng chỉ đặt thêm hoa cỏ các loại, còn thêm một cái màn tre, ha ha, kỳ thực còn có không ít thứ định làm, vừa lúc cậu tới, chúng ta có thể thương lượng một chút, vì cậu có lên sân khấu nên chúng tôi bàn bạc và cho ý kiến thống nhất là để cho cậu tự quyết định, cậu chuyên nghiệp hơn bọn tôi. Mà, lúc này, Trương Cạnh Phong ở một bên thân mật nhìn sang, không ngờ Gia Minh cũng tham gia biểu diễn, đêm đó tôi nhất định phải đến xem, nếu là Gia Minh thì tiếc mục là áp trận phải không, đồng phương nộ cười lắc đầu. Áp trận đương nhiên là phương tiểu thư biểu diễn, Gia Minh thì có lẽ là an bài ở trước phương tiểu thư. Lúc nãy linh tĩnh tới đã đoạt danh tiếng của phương vũ tư, lúc này Gia Minh vừa đến thì ngay lập tức trở thành trọng tâm câu chuyện, nhìn về phía nam sinh có tướng mạo bình thường này, phương tư vũ không khỏi có chút nghi hoặc, người này là ai, thật nhìn thì không có gì nổi tiếng, tại sao ai cũng quan tâm tới hắn. Cô nào biết tâm tư của bọn người này, bây giờ là xã hội văn minh, khi tình địch gặp nhau thì vẫn phải bảo trì lễ phép và nho nhã, trong lòng Trương Cạnh Phong thì Gia Minh là địch thủ, tâm tư của đông phương lộ thì càng thêm phức tạp trong lòng hắn cũng coi gia minh là địch thủ về phương diện khác hắn lại hy vọng gia minh và linh tĩnh chỉ là bạn bình thường để cho hắn kết bạn rồi mượn cơ hội tiếp cận linh tĩnh dù sao nam nữ có thể ở chung một chỗ thì nếu không có tình cảm nam nữ thì tình cảm của bọn họ sẽ giống như người nhà với nhau mình muốn làm quen với linh tĩnh thì cố gia minh sẽ là một người rất quan trọng sơ sở mũi gia minh nói đừng có phiền như vậy tôi muốn là người thứ nhất lên sân khấu làm xong sớm thì mới tốt cậu muốn là người diễn thứ nhất sợ rằng không được, ngay từ đầu mà không khí bị đẩy lên quá cao thì sẽ ảnh hưởng tới những tiết mục phía sau, Đông Phương Lộ có chút làm khó dễ nói. Nếu không thì để cho cậu diễn ở giữa, tổng cộng hơn 30 tiết mục, xếp cậu vào vị trí khoảng 15, 16 được không, trước tiên là phải xem cách sắp xếp, sau đó là hiệu quả của âm thanh, bọn họ chuẩn bị sắp xong rồi, Gia Minh, chúng ta đi qua phòng điều khiển ở phía sau hậu trường nhìn một chút đi. Vô cùng thân thiết nắm vai Gia Minh, hai người nhanh chóng đi về phía hậu trường. Phương Vũ Tư hỏi dò, bạn học đó cũng là người biểu diễn ư, không biết hắn biểu diễn thứ gì. Lúc này ở xung quanh Phương Vũ Tư có một tên mập mạp đang hưng phấn xoa tay. Đông Phương Uyển không thích người phụ nữ chỉ biết làm giàu này nên đã nhanh chóng đi khỏi, Nhã Hàm thì cũng lui ra ngoài vài bước, Linh Tĩnh thì đang quay mặt lại giao lưu với Gia Minh bằng biểu hiện trên mặt, cô đang định trả lời thì Trương Cạnh Phong ở bên cạnh cười nói, Phương Tiểu Thư đoán thử xem, ân. Tôi nghĩ là hắn diễn tiểu phẩm, khi tôi nghe mọi người nói hắn rất dành sân khấu này nên tôi nghĩ thế, cô tự cho là mình đã đoán chính xác nên có chút tự đắc, thế nhưng Trương Cạnh Phong thì cười nhẹ, linh tĩnh nói, không phải, tiết mục của hắn là hát, hát. Đều là ca sĩ nên Phương Vũ Tư có chút không tin chừng mắt nhìn, đầu năm nay nếu muốn hát mà kiếm ăn thì không riêng gì giọng hát mà ngoại hình cũng phải đẹp nữa, nếu không thì cho dù ca sĩ có hát hay thế nào đi nữa thì cũng không thể nổi tiếng được, huống hồ loại người không hề đặc sắc như Gia Minh, cô nói. Hắn, nhất định là hát rất tốt, ừ, Trương Cạnh Phong gật đầu, nói, quả thật là hắn hát rất tốt nếu như nói mới nói được một nửa thì linh tĩnh ở bên cạnh nói đâu có hắn hát rất vớ vẩn đâu có dễ nghe như chị vũ tư mới nói chuyện một lát với nhau mà linh tĩnh bây giờ đã thuận miệng gọi chị rồi lời linh tĩnh nói trương cạnh phong cũng không thể phản bác được hắn có chút ý xấu nhìn xung quanh phường vũ tư lần này tới giang hải chỉ sợ là để tìm ban nhạc khái niệm nếu như cô biết chủ giàn nhạc khái niệm là gia minh thì không biết cô sẽ có biểu hiện đặc sắc như thế nào nghĩ tới đây hắn thấp giọng cười trộm sau đó hắn không khỏi lướt mắt nhìn linh tĩnh trong lòng có một chút tư vị không thể nói nên lời. Trong chốc lát, diễn tập ở phía trên đã kết thúc, khi bọn họ mang đạo cụ đi thì Gia Minh cũng từ bên trong đi ra rồi phụ giúp kêu một cái ghế. Trong khi tất cả mọi người bận rộn thì Phó Nghiêm Kiệt dường như đã lấy được dũng khí nên hắn đi tới phía trước người Phương Vũ Tư nói, Phương, 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 Phương Vũ Tư, à, không, Vũ Tư, không, Phương Tiểu Thư. Khi thấy khuôn mặt của tên mập càng ngày càng ngày càng hồng, Phương Vũ Tư trong lúc nhất thời có chút buồn cười, cô khiêm tổn gật đầu nói, xin chào, có chuyện gì không? Có thể nhìn ra Phó Nghiêm Kiệt là một fan vô cùng cuồng nhiệt của Phương Vũ Tư, lúc này hắn vô cùng luống cuốn tay chân, chuyện này, tôi, tôi, tôi. Tôi rất sùng bái cô, rất thích cô, cô hát rất hay, tất cả những đĩa nhạc mà cô phát hành tôi đều có mua, được rồi, còn có cả áp phích của cô nữa, tấm nào tôi cũng có mua, mỗi buổi tối tôi đều quay, à không, đều nghĩ tới cô, tôi rất sùng bái cô, tôi muốn, tôi muốn mấy người bên cạnh trợn mắt há mồm nhìn tên mập mạp đang vô cùng cuồng nhiệt câu mỗi buổi tối tôi đều quay làm cho mọi người đều có chút mơ màng biểu tình của phương vũ tư cũng vô cùng phức tạp càng lúc càng khẩn trương nên tên mập càng nói càng loạn đúng vào lúc này giọng nói của gia minh từ dưới hội trường vang lên khụ 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 phốc phốc đây chỉ là thử âm thanh thử âm thanh thôi mọi người không cần khẩn trương giọng nói này quanh quẩn trong đại sành trùng hợp là nó cấp cho phó nghiêm kiệt một cơ hội để xuống đài hắn vội vã đưa mắt nhìn xuống sân khấu tâm tình nôn nóng của hắn dần dần bình phục lại phương vũ tư thì cầm một chai nước khoáng lung tung uống cô thầm hận người đại diện tại sao không tới làm cô không thể đổi tên này đi gia minh đứng trên đài chỉ về phía phương vũ tư nói bài hát này tặng cho người đáng yêu nhất xinh đẹp nhất mê người nhất của chúng ta bạn diệp linh tĩnh những người ở dưới sân khấu này có một phần biết quan hệ thân mật giữa linh tĩnh và gia minh thế nhưng phần đông mọi người lại không biết tất cả đều kinh ngạc nhìn qua cho dù là nói giỡn thì lời nói này cũng quá mức dữ dội. Sa mặt của linh tĩnh vốn mỏng, lúc này cô đi không được mà ở lại cũng không xong, việc này làm cô hung hăng trừng mắt nhìn về phía Gia Minh ở phía dưới, việc này làm cho Gia Minh cười một trận. Ngay khi Phó Nghiêm Kiệt lấy hết dũng khí quay người qua thì một giọng ca cao vút vang lên trong hội trường làm chấn động tất cả mọi người, Only you, có thể bạn ở Tây Kinh, Only you, có thể giết yêu và trừ ma, Only you, có thể bảo hộ ta, cho dù con cua hay con ngọc trai thành tinh cũng không thể nào ăn ta sau khi hát xong thì hắn chỉ tay lên, ok, âm thanh rất tốt, ách, cảm ơn mọi người, hắn hát một cách thật đã ghiền, trong lúc nhất thời có vô số người ngã sấp trong hội trường, trong số đó sợ rằng cũng có phương vũ tư. Ngay khi âm tiết đầu tiên vang lên thì phương vũ tư phốc một cái rồi phun hết nước trong miệng vào người phó nghiêm kiệt, phó nghiêm kiệt thì bị giọng hát này làm cho hắn sợ hãi tới mức triệt chân rồi bay thẳng vào người của phương vũ tư, ngay sau đó, tiếng thét trói tai của phương vũ tư vang lên. Bang bang hai tiếng, không biết phương vũ tư lấy đâu ra sức lực lớn như thế sau một phen dễ dụa thì cô gái yếu ớt này đã đá văng tên mập ra ngoài nước khoáng trong chai thì quần cuộn chảy lên người cô trong lúc nhất thời một vũng nước đọng lại dưới chân cô bởi hôm nay mặc bộ quần áo màu vàng bó sát người nên khi bị ướt thì thân thể cô mơ hồ bị lộ ra cho dù ai nhìn thì cũng không nghĩ là bị nước chảy vào làm ướt mà đều nghĩ là nước chảy ra từ bên trong à xin lỗi xin lỗi xin lỗi tôi giúp cô lau tôi giúp cô lau mập mạp từ mặt đất bỏ dậy rồi nhanh chóng lấy một hộp giấy vệ sinh sau đó xông tới không cần không cần tôi tự làm được trong lúc nhất thời giọng nói phượng vũ tư đùng để ngăn cản tên mặt có chút bén nhọn một lát sau cô đoạt lấy khăn tay rồi tự mình lau chùi nhưng mà vị trí kia quá thật là quá mẫn cảm dưới tình huống có vô số người nhìn chằm chằm vào thì cô chỉ dám lau phần đít mập mờ hơn sau đó oán hận ném khăn tay xuống khi thấy việc như vậy xảy ra thì nhã hàm vội vã chạy tới cô một bên oán hận nhìn Gia Minh đang tươi cười một bên đưa Phương Vũ Tư đi phòng nghỉ. Khi thấy Phương Vũ Tư đi xa, Phó Nghiêm Kiệt thất hồn lạc phách đứng yên tại chỗ, một lát sau hắn mới ôm cái bụng phệ bị đá ngồi xuống cái ghế, thấy thần tượng bị như vậy nên khi Gia Minh đi xuống thì linh tĩnh vội chạy tới hung hắn đánh hắn một cái, cô nhẹ giọng chỉ trích, đều tại cậu, xem cậu làm gì này. Xin nhờ, Gia Minh vừa dựa vào người linh tĩnh vừa cười nói, Hai nam nhân ở bên cạnh nhìn chăm chăm vào cậu thì nếu tớ không nghĩ biện pháp để hấp dẫn sự chú ý của cậu thì chẳng lẽ phải làm theo cách của họ. Cậu, cậu, khi nghe hắn nói những lời này thì linh tĩnh đỏ mặt lên, cô nói. Đâu có, cậu đừng có đoán mò, sự trách cứ vừa rồi ngay lập tức biến mất không còn sót lại chút nào, đi tới bên cạnh phó nghiêm kiệt, Gia Minh cười hỏi, ai, không có sao chứ, khi nãy tôi thấy cô ta đá cậu, thật là. Nếu như cô ấy có thể không giận tôi thì tôi tình nguyện để cho cô ấy đá thêm vài cái, lần này thì xong rồi, cô ấy nhất định là hận chết tôi, xoa cái bụng, phó nghiêm kiệt nói một cách vô cùng cay đắng, hắn nhìn về phía gia minh rồi không nhịn được gác đầu cười khổ, nói. Y phục siêu, lão đại, cậu quá vô địch, người ta hát thì đòi tiền, cậu thì đòi mạng, một khúc hát của gia minh đã làm chấn động tất cả mọi người bên trong hội trường, trong khi mọi người còn đang chấn động thì phương vũ tư cũng về xấu hổ, mà nói là đi xử lý một chút việc riêng rồi cùng trương cạnh phong rời đi. Gia Minh thì bị nhã hàm trừng mắt, phó nghiêm kiệt oán giận. Đông Phương Uyển thì oán hận liên tục nói, cậu cố ý, nhất định là cậu cố ý. Tuy nhiên, đối với Gia Minh mà nói thì điều này chẳng là gì, có thể ở chỗ của Đông Phương Uyển và Trương Cạnh Phong mà làm cho Linh Tĩnh xấu hổ thì mục đích đã đạt được. Tuy linh tĩnh sẽ không vì một người ngoài có chút ân cần mà thích họ nhưng mà mọi người ở chung với nhau một thời gian thì phải tạo cho những người thân có cảm giác mới mẻ mới được. Gia Minh không phải người của bộ môn âm nhạc nên cũng không có cái gì gọi là tinh thần âm nhạc cho dù là bị Đông Phương Uyển ép thì hắn cũng không muốn làm cho mình nổi tiếng nhưng mà Phương Vũ Tư dù sao cũng là một đại minh tinh, có rất nhiều nữ sinh là fan của nhiệt của cô trong đó có cả linh tĩnh. Nếu mình không làm thế thì không thể thu hút sự chú ý được, ngày cuối cùng của khóa học mọi người đều đến hội trường để tập luyện cho nên tần suất trốn học của Gia Minh từ hai ngày cuối tuần biến thành ba ngày cuối tuần. Đối với việc này, Gia Minh không có gì để nói, nhưng mà xa xa thì có, có một lần linh tĩnh tới 7 giờ tối rồi mà còn chưa về nên cô liền tới trường để tìm trên đường trở về xa xa có chút tức giận. Mỗi ngày đều tới khuya mới về, đám người của Vĩnh Thịnh Bang còn đang làm đi loạn khắp nơi, tớ và Gia Minh đều rất lo cho cậu đó, cậu có biết không, chẳng lẽ Phương Vũ Tư còn quan trọng hơn hai người bọn tớ ư, ừ, không có, các bạn đó muốn luyện tập thêm vài lần, tớ thì không có biện pháp. Linh tĩnh nói với một giọng vô cùng ái náy, sau đó, Linh tĩnh từ trong phòng lấy ra quyển vừa có chữ ký của Phương Vũ Tư, cô nói, đây, tặng cho cậu, đừng có giận nữa được không, thật chứ. Tuy rằng xa xa còn có giận nhưng thật ra cô cũng là một trong những fan của Phương Vũ Tư. Khi nghe Linh Tĩnh nói vậy thì hai mắt cô sáng người, cướp lấy quyển vở, một lát sau cô nói, quên đi, chặt cậu này. Phía trên có tên của cậu, tớ lấy cũng không có tác dụng gì, lần sau khi thấy cô ta thì xin cho tớ một chữ ký là được. Đương nhiên không thành vấn đề, nói cho cậu biết, chị Vũ Tư rất thân với tớ, hôm qua chị ấy còn ngồi tán gẫu với tớ nữa, hơn nữa chị ấy còn hỏi tình hình trong nhà, tớ nói là nhà chúng ta mở võ quán, mẹ là bác sĩ, chị ấy còn định tới đây nữa, nếu như cậu tới sớm một tí không chừng còn kịp xin chữ. Ký nữa đó, Ân, tớ còn muốn xin một chữ ký cho Gia Minh nữa. Ha ha, trong thế giới của ba người, có lẽ là do tính cách hoặc là do Gia Minh thường xuyên quan tâm chăm sóc nên từ nhỏ tới lớn ba người không có quá nhiều tranh cãi và bất đồng, thỉnh thoảng cũng có sinh ra oán niệm, nhưng chúng nó rất nhanh biến mất. Nhớ like, để lại bình luận và đăng ký kênh nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.